Bao cam chưa thật? Chính bạn nói gì? Các chị mới vào chấm bài giúp em với ạ. Mới vào chấm bài để em nhìn thấy các chị được không các chị? Chấm bài chia sẻ dùm cho em với nhé các chị yêu. Hôm nay em sẽ xả rất là nhiều những mẫu, nói chung là em xả lỗ rất là nhiều luôn. Nên các chị cố gắng giúp em một lượt tương tác, một lượt chia sẻ để cho nó nổi lên trên ý các chị. Tại vì những hàng xả này em nói thật sự các chị luôn là em bán gọi là tặng để lấy tương tác. Nên các chị giúp em một lượt chia sẻ để có tương tác nhé các chị. Nên giúp em mã này sẽ là mã xả 1. Em tặng luôn nhé các chị yêu nhà mình với giá xả 1 này gồm có một chiếc lắc tay titan nhé các chị. Một chiếc lắc tay titan này chị nào cũng có thể đeo tại vì nó là có tăng đơ, một sợi dây chuyền bằng titan này, một đôi bông bằng titan luôn. Em tặng tất cả các chị 3 món này với giá tặng các chị yêu nhà mình là tặng luôn các chị 69.000 đồng nhé các chị yêu, chỉ bằng một đôi bông tai titan này thôi các chị ạ. Ngắm giúp em một đôi bông tai này, một sợi dây chuyền này bằng chất liệu titan toàn bộ, một chiếc lắc tay bằng titan, tặng các chị 3 món 69k. Nên giúp em là xả 1 69.000 đồng, giúp em một mã xả 1 toàn là chất liệu titan hết. Xả 1 69.000 đồng, giúp em mã xả 1 là 3 món luôn nhé các chị. 3 món em tặng các chị 69k. Các chị tương tác giúp em, chia sẻ giúp em nhé. Các chị lên giúp em mã này là mã xả 2. Xả 2 này toàn là ngọc trai thật không này các chị ơi. Xả 2 này toàn là chất liệu ngọc trai thật nhá. Một đôi hình con thiên nga này, ngọc trai thật nha các chị. Một sợi dây chuyền này, một sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn nữa, toàn là chất liệu ngọc trai thật. Giúp em một cái bộ này các chị biết là mấy trăm nghìn, hôm nay em tặng các chị 99.000 đồng. Các chị lên giúp em là xả 2 đi ạ, 99.000 đồng. Toàn là chất liệu ngọc trai thật nhá các chị nhá. Một đôi bông tai này cũng là ngọc trai thật, nhẫn là ngọc trai thật, mặt dây chuyền này cũng là ngọc trai thật. Ba món này có 99.000 đồng, chúc giúp em xả 2. Những mẫu xả này thì các chị thông cảm giùm em là nó có ít hàng, nó chỉ có mỗi mẫu nó chỉ có một thôi, nên các chị nếu như không chốt được hàng các chị thông cảm giúp em. Nhưng nếu như các chị đã chốt được 1-2 món xả thôi cũng đã là rất là lãi hôm nay rồi các chị ạ. Tại vì hầu như những mẫu xả này em đều tặng giá nó lỗ rất là nhiều. Các chị lên giúp em mã này là mã xả 3 nhé. Xả 3 dùm em nói là hai sợi dây chuyền bằng titan và mặt của nó là bằng titan luôn. Dây của nó thì chỉ dài được 4 tấc rưỡi thôi nhá các chị. Và hai cái mẫu này thì tất cả hai mẫu này nó đều là mặt bằng titan hết. Lên giúp em là xả 3. Xả 3 này em tặng các chị yêu nhà mình với giá cả 3 món như này. Một đôi cái các chị biết cái đôi này màu với kim này cũng rất là mắc tiền luôn. Tất cả những cái mẫu này đều bằng chất liệu titan hết. Em tặng các chị xả 3 với giá 79.000 đồng. Miên một cái dây này đã đủ tiền rồi các chị ạ. Và đôi bông tai này nó cũng là hàng đắt, dây này tất cả đều là mặt bằng titan và dây bằng titan, dài 4 tấc rưỡi. Lên giúp em xả 3 với giá 79.000 đồng hôm nay. Hôm nay em xả sale giá sốc luôn cho các chị nhà mình, xả 3 79k giúp em nhé. Xả 3 79.000 chỉ cần mỗi những lượt tương tác của các chị thôi ạ. Các chị cố gắng tương tác giúp em, chia sẻ giúp em nhé, để chốt những mã xả thành công. Các chị cố gắng chia sẻ để lên đơn thành công nhé. Các chị lên giúp em mã này là mã xả 4 giúp em. Xả 4 là một đôi bông tai VIP này. Các chị biết em bán một miên một đôi bông tai này đã 100.000 rồi. Tại vì cái bông tai này nếu như mà các chị đeo các chị sẽ thấy là siêu bền luôn. Và một sợi dây chuyền này bằng titan, cả dây cả mặt đều bằng titan. Nhưng nó là màu vàng hồng cho nên các chị có thể nhìn thấy cái màu của nó sẽ là tối hơn là màu vàng tây. Nhưng nó sẽ là titan màu vàng hồng thì nó siêu bền màu chứ không phải là hàng cũ nhá. Đây nó là màu vàng hồng, titan vàng hồng là các chị biết rồi. Lên giúp em là xả 4. Em tặng các chị cả bằng này với giá chỉ có mỗi 79.000 đồng hôm nay đi các chị ơi. Tặng tương tác kinh khủng khiếp luôn. Cái mã này thì các chị biết một đôi bông tai này đã 100.000. Em tặng các chị cả một cái dây này cả mặt bằng titan có 79.000. Lên giúp em là xả 3, 7, xả 4, 79.000. Xả 4, 79.000 đồng giúp em mã xả 4. Xả 4, 79k mã xả 4 giúp em nhé. Các chị lên giúp em mã này là mã xả 5, một chiếc dây chuyền rất là nhiều mẫu bằng titan các chị ạ. Tại vì em bán titan nhiều mà cho nên khi mà hàng xả cũng nhiều titan. Cái dây chuyền này nó là dây bi dài được 5 tấc luôn và có mặt Chanel này. Và một cái sợi dây hạt bi này cũng bằng titan này. Em tặng các chị hai cái dây này với giá xả 5 là 69.000 đi. Các chị ơi chưa bằng một cái dây này đâu, một cái dây này em bán 100.000. Em tặng các chị hai cái này có 69.000 là hôm nay. Tất cả các chị phải tương tác chia sẻ giúp em thì mới lên đơn được thành công. Và các chị thông cảm giúp em là những mã xả này nếu như mà các chị lấy thì đi kèm đơn với những hàng bình thường giúp em nhé. Chứ các chị chốt miên xả không thì thông cảm giúp em là em sẽ nhường cho những chị mà chốt các hàng khác trước.
rồi em mới ưu tiên, em sẽ ưu tiên những người chốt những hàng mẫu mẫu mã cả xả và cả các mẫu trước nhá, rồi em mới chốt đến những chị mà chốt miên xả không. Tại vì miên xả không này em nói thật sự các chị luôn là em bán lỗ gấp mấy lần tiền luôn đấy các chị ạ. Nên là em sẽ ưu tiên những người mà chốt cả hàng. Em thì tính em cứ thẳng tính, em cứ nói thật vậy đi, không có vòng vo gì hết. Em sẽ ưu tiên những người chốt cả hàng mới trước, rồi em mới bán cho những chị mà chốt miên xả không. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã xả 9 đi ạ. À xả 6 giúp em. Xả 6 cái bộ này các chị biết là 200.000 một bộ. Hôm nay em sale luôn 99.000. Xả 6 giúp em 99.000 đồng. Cái bộ này là bộ rất là mắc tiền, toàn bộ là titan hết. Nhưng mà em còn mỗi một bộ, tất cả những cái hàng xả này nó còn một với hai, cho nên là em mới tặng. Chứ còn nếu như nó mà còn nhiều thì chắc chắn là em không bao giờ em tặng được cái giá này. Nên là nếu như mà có hết hàng thì các chị thông cảm giúp em. Các chị đặt 5 mã nó hết 1-2 mã là chuyện bình thường các chị ạ. Thì các chị vẫn đi đơn thì nó vẫn có được 2-3 mã kia. Thì các chị cố gắng là những mã xả này không thể đủ tất cả các mã mà các chị đặt mà đủ hết được. Nên các chị thông cảm giúp em là nếu như hết các chị thông cảm giúp em nhé. Lên giúp em mã này là mã xả 7, à xả 6 với giá 99k nhé. Bằng chất liệu titan toàn bộ và cái đá này nó ghép bằng titan hết. Có chữ Dior. Các chị lên giúp em mã này là mã xả 7 giúp em. Xả 7 này một đôi bông này siêu đẹp luôn nhá các chị. Một đôi này mà các chị mà nó là màu bạch kim ấy, các chị mà thích tua dài màu bạch kim rất là đẹp. Và một đôi bông titan này nữa. Một đôi bông titan này giá của nó đã là 7969 rồi. Một đôi bông bạch kim, một chiếc dây hình trái tim nữa nhá. Dây hình trái tim này là 4 tấc nối hết là 4 tấc rưỡi bằng chất liệu titan giúp em. Tặng các chị 3 món này với giá 79.000. Lên giúp em là xả 7, 79k giúp em mã xả 7. 79.000 đồng miên một đôi bông tai, các chị đã thừa đủ rồi các chị ạ. Một sợi dây chuyền hình trái tim này cũng bằng titan luôn, hàng thiết kế nhá. Các chị lên giúp em là xả 7, 79k, xả 7, 79.000 đồng. Lên giúp em mã này là mã xả 8 giúp em. Xả 8 này em có là một cái sợi dây này, nó là dây dây titan dài 4 tấc rưỡi. Và nó là dây khuyên lật kiểu mới này. Một đôi bông, ôi cái mã này là quá là đắt tiền luôn đấy các chị ạ. Một cái dây này đã hơn 100 rồi, một đôi bông này gần 100.000. Em tặng các chị hai món này với giá 99k nhá. Các chị lên giúp em là xả 8, 99.000 đồng. Em đảm bảo các chị là khi các chị nhận được một món xả thôi, các chị đã mua giá hời, rất là hời hơn bình thường, hơn một nửa tiền luôn các chị ạ. Tại vì cái những cái giá này là em không bao giờ em nhập được giá này. Các chị lên giúp em là xả 899.000 đồng. Bông tai này là bông tai hàng đắt ạ. Xả 899.000 đồng. Các chị lên giúp em mã này là mã xả 9 giúp em. Xả 9 giúp em là em có là một sợi, một cái đôi bông tai hình công này. Một sợi dây này nó là dây mặt đá này. Và một cái dây chuyền titan mặt ngọc trai bằng titan luôn nhá. Em tặng các chị xả 9 này với giá là 79.000 đồng nhá các chị. Nhà mình chốt giúp em là xả 979k, một đôi bông tai nhá các chị. Một sợi dây này là siêu đẹp luôn này, các chị ngắm giúp em. Một sợi dây mặt đá này, tất cả chỗ này với giá chỉ có mỗi 79.000. Chốt giúp em là xả 9, 79.000 đồng mã xả 9 giúp em. Xả 9, 79k mã xả 9 giúp em. Lên cho em mã này là mã xả 10. Xả 10 là một sợi dây titan hàng thiết kế này. Tất cả những mẫu này nó là hàng đẹp luôn đấy các chị, cho nên nó chỉ còn có một cái thôi, nó không còn nhiều. Nên em mới xả cho các chị. Này các chị chốt giúp em là xả 10 với giá này, một đôi bông hoa cỏ may mắn này, một đôi bông hoa may mắn này, một sợi dây titan này, một đôi bông bạch kim, màu bạch kim. Cái mã này siêu đẹp luôn nhá, toàn mẫu đẹp thôi. Các chị lên giúp em là xả 10. Em tặng các chị cả một bộ này với giá là 89.000 đồng. Chúc giúp em xả 10, 89k nhé các chị yêu. Một sợi dây chuyền bằng titan nhá. Một cái đôi bông này cũng siêu đẹp luôn này. Em nói thật sự cái mẫu này chỉ cần các chị mua một cái dây đã đủ tiền rồi. Tại dây này nó bằng titan, mặt bằng titan. Một đôi bông hoa cỏ may mắn nhá. Rất là đán, rất là đẹp. Một bông kiểu dáng này, xinh chưa. Nên giúp em xả 10, 89k. Xả 10, 89.000 đồng mã xả 10 giúp em. Các chị lên giúp em mã này là mã xả 11 giùm em ạ. Xả 11 giúp em này, xả 11. Các chị chia sẻ giúp em nhé, chia sẻ giúp em với ạ. Xả 11 giúp em này. Xả 11 em có là một sợi dây đức mẹ bằng titan nhé. Sợi dây đức mẹ này bằng dây bằng titan và mặt thì là mặt ghép đá này. Một đôi bông bằng titan, bông titan này là bông bắt đắt tiền luôn đấy các chị. Bông này là một cái bông mà đá của nó là đá lớn, đá vuông lớn đấy các chị. Và một đôi bông bằng titan tua dài rút dây nữa này. Em tặng các chị 3 món này với giá xả 11,
tặng các chị yêu 3 món này với giá là 79.000 đồng. Chốt giúp em là xả 11, 3 món mà có 79k thôi. Xả 11 giúp em dây này dài nhá. Dây này dài độ 6 tấc đấy các chị ạ. Chốt giúp em là xả 11, 69.000, 3 món luôn ạ. Xả 11, 69k chỉ bằng một món bình thường. Các chị lên giúp em là xả 12. Ngọc trai này là ngọc trai thật bằng ngọc trai thật bằng màu tím. Mà các chị biết cái dây, cái lắc này em bán cháy hàng luôn. Nhưng mà đây là bị bom về một cái. Xả 12 và một đôi bông ngọc trai thật nữa này các chị ơi. Cái này là ngọc trai thật, gồm có lắc tay màu tím và một đôi bông ngọc trai thật. Em tặng các chị mã này với giá là xả 12, em tặng luôn các chị 89.000 đồng đi các chị. Chốt giúp em xả 12 89k, toàn bộ là ngọc trai thật nhá. Một đôi bông tai và một sợi lắc tay. Xả 12 89.000 đồng, xả 12 giúp em 89k. Các chị lên giúp em mã này là mã xả 13. Xả 13 dùm em là một sợi dây chuyền Đức Mẹ mặt bằng titan nhé. Mặt bằng titan này là hàng titan nguyên khối, đúc đằng nguyên khối nên là rất là bền rồi. Và một sợi dây này cũng mặt này cũng bằng titan và dây mì này cũng bằng titan luôn. Các chị lên giúp em là xả 13. Hai món này nhá. Em tặng các chị yêu với giá 89.000 đồng. Các chị chốt giúp em là xả 13 89k. Các chị biết là một mặt Đức Mẹ này đầu tiên em bán là 89.000 rồi. Còn coi như em tặng các chị ba món này luôn đấy. Các chị lên giúp em là xả 13 với giá là 89k, 22 dây và cả mặt Đức Mẹ nữa này. Các chị chốt giúp em là xả 13 nhé. Toàn bộ là chất liệu titan từ mặt cho dây chuyền. Xả 13 89.000 đồng. Các chị lên giúp em mã này là mã xả 14 giúp em. Một bộ bằng titan này là titan, đá của nó là đá 7 màu các chị ạ. Và một đôi bông bằng titan nữa, siêu đẹp luôn. Các chị lên giúp em mã này là mã xả 14. Xả 14 giúp em, toàn bộ là chất liệu titan. Em tặng các chị yêu nhà mình xả 14 này với giá là tặng luôn các chị 89.000. Miên một đôi bông này đã 89.000 rồi các chị ạ. Tại vì bông này là bông đắt tiền, bông titan nhưng mà nó ghép đá pha lê bên trong rất là đẹp luôn đây các chị. Toàn bộ là chất liệu titan. Em tặng các chị 89k, chốt giúp em là xả 14 89.000 đồng. Xả 14 là toàn bộ là titan nhá các chị nhá. 89k. Xả 14 89.000 đồng mã xả 14. Các chị lên giúp em mã này là mã xả 15 giúp em. Xả 15 này em có sẽ là một cái dây hình chiếc lá. Và một cái mặt này, cái mẫu này dây dài được 4 tấc rưỡi là nối hết nhá các chị nhá. Dây dài 4 tấc rưỡi là nối hết. Và đây các chị ngắm giúp em này, mặt đá của nó rất là đẹp như này. Đó, gồm có một đôi bông xinh như này nữa. Tất cả những cái mẫu này toàn là hàng đẹp không. Em tặng các chị 99.000 đồng 3 món này. Cái này toàn là hàng đẹp không đây các chị ngắm giúp em nhá. Lên giúp em là xả 14 99k là 3 món như này. Miên những mẫu dây để các chị biết là rất là đẹp. À, xả 15 99.000 đồng mã xả 15 giúp em. Ba mẫu này rất là xinh luôn nha. Các chị ngắm giúp em đá của nó này. Xả 15 giúp em với giá là 99.000 đồng 3 món ạ. Xả 15 99k rất là đẹp luôn. Lên giúp em là xả 16 nhé. Xả 16 là một dây dài được 4 tấc rưỡi bằng titan. Và khóa của nó là khóa tròn nhá. Và một mặt Đức Mẹ bằng chất liệu titan luôn này. Một đôi bông này nữa, nhìn đẹp chưa? Em tặng các chị với giá xả 16 là tặng luôn các chị 89k đi ạ. Xả 16 89.000 đồng mặt bằng titan nhé các chị. Dây bằng titan, dây khuyên lật bằng titan, khóa tròn, dài được 4 tấc rưỡi và một đôi bông kiểu dáng siêu đẹp. Với giá 89k chốt giúp em xả 16 89.000 đồng, xả 16 giúp em 89.000 đồng. Lên giúp em mã này là mã xả 17 giúp em. Xả 17 dùm em gồm có một chiếc dây, à một chiếc lắc chân này. Lắc chân này là lắc chân bằng titan nhá, đá xanh bằng titan, một dây hồ lô này. Và một hai đôi bông này nữa luôn các chị. Mẫu này rất là nhiều luôn này, 4 món luôn cho các chị nhà mình. Một đôi bông titan, một đôi bông pha lê, siêu đẹp hàng đắt nhá. Và một sợi lắc chân, một cái dây hồ lô nữa. 4 món như này em tặng các chị với giá 99.000. Chốt giúp em xả 17 99k nhá. Xả 17 99.000 đồng giúp em 4 món như này các chị ơi. Một chiếc lắc chân, một sợi dây này, một đôi bông titan này. Mẫu này rất là xinh luôn. Em tặng các chị 99k. Xả 17, 99.000 đồng giúp em mã xả 17 là 4 món. Lên giúp em mã này là mã xả 18. Xả 18 này là em có là 3 món. Một đôi bông tua dài này. Bông tua dài, một sợi dây 5 bi này. Dây titan dài 4 tấc rưỡi. Và một đôi bông này xinh cho các chị ơi. Một đôi bông ngọc trai này. Kiểu dáng rất là đẹp luôn. Lên giúp em là xả 18. Với giá tặng các chị yêu mẫu này là 89.000 đồng đi các chị. Chốt giúp em xả 18, 3 món nhá, 89k. Một sợi dây này dài 4 tấc rưỡi bằng titan nhá. Và một đôi bông tua dài này,
đá của nó thì siêu đẹp luôn đấy các chị, đá của nó mềm lắm, khi đeo lên cái đôi này xinh. Và một đôi bông ngọc trai nữa. Em tặng các chị ba món này với giá là 89k, xả 89.000 đồng. Nên giúp em mã này là mã xả 19 giùm em. Xả 19 là một chiếc dây hiệu Chanel. Và dây hiệu Chanel này nó là hàng đắt, tại vì nó là có mặt bằng titan và dây bằng titan, và nó lồng hai mặt váy nhau luôn ý các chị ạ. Nên giúp em là xả 19 này. Rất là nhiều món luôn, xả 19. Một dây hiệu Chanel nhá. Dây hiệu Chanel này các chị về các chị gỡ cái chỗ này ra, em đang bị rối chút. Đó, Thanh không gỡ cái này ra này. Đây nhá, các chị về các chị gỡ ra chút xíu là được thôi. Em gỡ thì hơi mất thời gian chút. Nó là hai mặt nó chồng vào nhau mà nó bằng titan cả nhá. Các chị lên giúp em là xả 19 ạ. Xả 19, một đôi bông đá xanh này, một dây titan này, một đôi bông tua dài này. Rất là nhiều món luôn, em coi như là vừa bán vừa tặng luôn đấy các chị ạ. Nên giúp em là xả 19 nhá. Một đôi bông tua dài hình chiếc lá này. Cái này một cái mặt. Một chiếc mặt nữa này các chị ơi. Rất là nhiều món luôn, một đôi bông tua dài nhá các chị nhá. Một sợi dây titan mặt Chanel, hiệu Chanel, một đôi bông đá xanh và một chiếc mặt đá ngọc trai. Siêu đẹp luôn. Tặng các chị yêu nhà mình với giá 4 món này là xả 19. Tặng các chị 89.000 luôn đi các chị ơi. Xả 19, 89k, mã xả 19 giúp em 89.000 đồng. Lên giúp em mã này là mã xả 20. Một đôi bông titan này, các chị biết là một đôi bông titan này, hiệu titan này là hàng đắt, đã 89.000 rồi. Em tặng các chị một đôi bông này nữa nha, một đôi bông tua dài này. Đó, rất là đẹp luôn. Và một cái bộ này là bộ hình trái tim kiểu dáng thiết kế. Em tặng các chị yêu 3 món này nha. Tặng thêm các chị luôn một món này nữa đi. 4 món nha các chị yêu. Một cái bộ này đã là đắt tiền, 99.000 rồi. Và em sẽ cho thêm các chị cái dây vào nữa. Và một cái đôi bông này nữa nhá. Tất cả cái chỗ này em tặng các chị 4 món này với giá 99k nhá. Chốt giúp em là xả 20, 99.000 đồng là 4 món giúp em. Bông này là bằng chất liệu titan nhá, hàng xịn luôn đấy các chị ạ. Và một bộ này, một đôi bông này, tất cả 4 món 99.000 đồng. Lên giúp em là xả 20, 99.000 đồng. Các chị, em sẽ lên kèm thêm cho các chị một chút hàng nữa, rồi tí nữa em lại lên hàng xả tiếp nha. Hàng xả còn rất là nhiều luôn các chị ạ. Em sẽ lên kèm một chút hàng này nữa, rồi tí em lên hàng xả. Hàng này hầu như đợt này em cũng xả giá rất là rẻ luôn. Các chị biết cái này là đầu tiên em bán là 79.000, hôm nay em sale luôn 49.000 đồng cho tất cả các chị nhà mình chốt được những mẫu này. Những mẫu này thì tất cả các chị đều chốt được, nó không lo bị thiếu hàng. Các chị lên giúp em là T1 với giá là 49.000 giúp em mã T1. T1 49.000 đồng, mẫu này là em bán thanh lý lỗ luôn các chị ạ. Tại vì mẫu này là em nhập nó quá nhiều. Nên hôm nay còn bao nhiêu em thanh lý lỗ luôn cho các chị nhà mình 49k. Cái này nó thiết kế rất là đẹp, khi mỗi một viên bi nó lại đan xen với ngọc trai, và cái này nó sỏ khóa đằng trước nhá. Nhìn rất là xinh khi các chị đeo vào, nhìn đẹp lắm. Em tặng các chị có 49.000 đồng hôm nay, chốt giúp em là T1 49k. T1 là 49.000 đồng giúp em. Các chị lên giúp em mã này là mã T2. T2 là một đôi bông này mà em thấy đã đeo lên nó vừa đẹp vừa trẻ ấy. Nhìn nó rất là lịch sự và sang. Khi các chị đeo cái đôi này á, các chị sẽ xỏ qua tai như này và các chị xuôn vào là được nhá các chị. Kiểu dáng này rất là dễ đeo. Và em tặng các chị đôi này với giá 49.000 trước giúp em T2. T2 49.000 đồng giúp em, đẹp chưa các chị ơi, nhìn ngắm giúp em. T2 ạ, 49.000 đồng mã T2 giúp em. Các chị lên giúp em mã này là mã T3. T3 hôm nay em về được cả mặt bằng titan và dây chuyền bằng titan. Dây này bằng titan dài được 5 tấc nhá. Các chị xài dài 6 tấc giúp em. Dây này là dây titan dài 6 tấc và mặt này mặt bằng titan. Yên tâm với các chị. Yên tâm là hàng titan là các chị đeo không dị ứng da. Và nó sẽ rất là bền màu. Em tặng các chị T3 với giá 79.000 đồng. Cả dây cả mặt đều bằng titan giúp em nhé. Mặt ngọc trai rất là dễ đeo. Nên giúp em là T3 với giá T3 là 90. À T3 là 79k hôm nay. T3 79.000 đồng hôm nay giúp em. T3 79.000 đồng. Các chị lên giúp em mã này là mã T4 giúp em. T4 này em tặng các chị yêu nhà mình 19.000 đồng thôi các chị. Nó là màu bạch kim nhá. Màu bạch kim này khi các chị đeo kết hợp với cái tóc của mình màu đen mà mình bỏ xõa ra thì em thấy nó sẽ rất là đẹp. Mà hôm nay em xả lỗ 19.000 đồng, 19.000 đồng một đôi các chị ạ. Kết rất là nhiều đá như này mà có 19k. Chốt giúp em là T4 19.000 đồng giúp em, mã T4 giúp em. T4 ạ, 19.000 đồng mã T4 giúp em nhé. Các chị lên giúp em mã này là mã T5. T5 giúp em này. T5 giúp em. Em tặng các chị yêu nhà mình mã T5 này với giá là
39.000 đồng đi các chị ơi. T5 giúp em hôm nay em sale lỗ luôn, 39.000. Đôi này là các chị biết là em bán 69.000, hôm nay em sale 39.000 là các chị mua giá hôm nay, giá thật sự là bán tặng luôn các chị ơi. Lên giúp em là T5 với giá có 39.000 đồng một đôi bông titan, và kiểu dáng nó sẽ là suôn ra đằng sau như này, bi tất cả bi bằng titan luôn, khóa của nó là khóa bấm ạ. Lên giúp em là T5 với giá 39.000 đồng giúp em hôm nay. T5 39.000. Các chị lên dùm em mã này là mã T6 ạ. T6 giúp em, T6 này em có nó sẽ là một đôi hình bướm bằng titan, toàn bộ nó ghép titan và đá của nó ở bên trong này, nhìn sáng đẹp chưa? Em tặng các chị T6 với giá là 59.000 đồng mã T6 giúp em. Mẫu bông bướm này em thấy rất là đẹp luôn, đá của nó này nhìn mê chưa? Lên giúp em là T6 chất liệu bằng titan với giá là T6 là 59.000. T6 giúp em 59.000 đồng. Các chị lên dùm em mã này là mã T7. T7 hôm nay em có là một sợi dây bính, là nó là bính 3 tết cơ các chị ạ. Bình thường 2 tết các chị mua đã giá rất cao rồi. Hôm nay em tặng các chị 3 tết. Lên dùm em T7 với giá là 59.000 đồng một cái dây 3 tết các chị ơi. Giá thật sự là em chỉ cần mỗi tương tác thôi, chứ giá em không quan trọng là lãi hay là gì. Các chị lên giúp em là T7, em tặng các chị 59k dây này, nó là dây 3 tết luôn các chị ạ. Hàng titan mà là ba dây 3 tết, các chị đeo rất là bền, và dây dài được 4 tấc rưỡi là nới hết, có khắc ký hiệu 18k ở trên đây. Và em nói thật sự luôn, em thì em bán cả hàng khắc ký hiệu lẫn không khắc ký hiệu, nhưng các chị yên tâm là bên em nếu như mà là hàng titan thì em mới nói là hàng titan. Titan tất cả nó là bền màu như nhau, còn kể cả là khắc ký hiệu nhưng không phải là hàng titan thì em vẫn không nói là hàng titan nhé. Có nhiều loại ở bên ngoài ta khắc ký hiệu nhưng không phải là hàng titan đâu các chị ạ. Nên nhiều khi các chị cứ tin vào khắc ký hiệu, các chị mua thật sự, dân mình nhiều khi cứ hay thích khắc ký hiệu ấy. Em này em nói thật luôn, tính của em này em hay nói thật lắm, nhiều khi cứ thích khắc ký hiệu nhưng mà nhiều khi khắc ký hiệu lại không phải là titan. Còn bên em nếu như mà không có khắc ký hiệu chăng nữa nó vẫn là titan thì em nói thật sự, những chị khách quen bên em các chị biết rồi đó, không khắc ký hiệu mà nó là titan thì nó vẫn bền đúng như là có khắc ký hiệu mà nó là titan nhá các chị. Nên các chị yên tâm là bên em bán không bao giờ nói dối các chị một lời nào. Ví dụ như không phải là titan thì em sẽ không nói là titan đâu, kể cả là có khắc ký hiệu nhưng mà nó không phải là titan thì em vẫn không nói là titan, tại vì không phải cứ khắc ký hiệu là bền các chị nhá. Những chị nào mà sành về trang sức là các chị biết rồi đó, nhưng mà những chị mới á cứ đòi khắc ký hiệu thôi, mà nhiều khi khắc ký hiệu thì cũng không phải là titan đâu các chị ạ. Khắc ký hiệu có, không phải là cứ khắc ký hiệu là titan, các chị nghe rõ em nói. Còn cái gì em nói là titan thì nó sẽ là titan. Còn có rất là nhiều cái khắc ký hiệu nhưng nó không phải là titan nha các chị. Ví dụ khắc ký hiệu 18k nhưng nó lại không phải là chất liệu titan. Ví dụ như khắc ký hiệu S925 nhưng nó cũng không phải là chất liệu titan đó. Nhưng mà các chị cứ thích khắc ký hiệu thôi, nhiều khi là các chị không biết thôi. Những chị nào biết rồi thì các chị sẽ biết là không cần phải khắc ký hiệu mà là titan là mình đeo bền. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã T7. Em tặng các chị 59.000 đồng mã T7 giúp em. T7 59.000 đồng mã T7 giúp em nhé. T7 59k. Các chị lên giúp em mã này là mã T8 này. T8 giúp em nhé. T8 giúp em này các chị ơi. T8 này em có nó sẽ là một chiếc lắc bằng chất liệu titan, và cái này thì nó sẽ là bằng kiểu dáng nó như kiểu là lắc charm ấy các chị, nó là hai tầng. Em tặng các chị yêu nhà mình T8 này với giá là 119.000 đồng. Hôm nay cái mẫu này là mẫu đắt tiền luôn các chị ạ. Hàng titan và nó sẽ là hai tầng như này. Các chị lên giúp em mã này là mã T8. Em tặng các chị 119.000 đồng mã T8 giúp em. Cái này nó sẽ là kiểu dạng charm ấy các chị, nó có hình chìa khóa này. Em tặng các chị với giá là 119.000 đồng. Chốt giúp em là T8 119.000 đồng nhá. T8 là chất liệu titan giúp em và hai tầng. Em tặng các chị T8 với giá là 119.000 đồng. T8 giúp em 119.000 đồng. Các chị lên giúp em mã này là mã T9. T9 giúp em. Đó, các chị ngắm giúp em một đôi bông này xinh chưa các chị? Và nó là kiểu dáng màu bạch kim thì các chị đeo giống như vàng trắng. Em tặng các chị với giá 29.000. Chúc giúp em T9 ạ. 29.000 đồng giúp em mã T9 giúp em, rất là đẹp luôn nhé các chị yêu. Ngắm giúp em một mẫu này, đẹp chưa? Với giá chỉ có 29.000 thôi ạ. Lên giúp em là T9. 29.000 đồng giúp em mã T9. Lên giúp em mã này là mã T10 giúp em. T10
T10 giùm em nhá. T10 này em có, nó sẽ là bằng cái dây này, nó là dây dài được 5 tấc khóa tròn luôn rồi. Và dây này không bao giờ bay màu. Dây này là hàng titan, không bao giờ bay màu. Màu của nó thì rất là ánh đẹp như này. Em tặng các chị yêu nhà mình với giá T10 là 109.000 đồng. Cả dây cả mặt nha các chị, ngắm giúp em siêu đẹp như này. 109k, cái mặt này của nó rất là long lanh luôn. Và dây này của nó cũng rất là sáng mà lại không bay màu cơ. Lấy giúp em là T10 với giá là 109.000 đồng. Cả dây cả mặt giúp em T10 109, dây dài được 5 tấc nha các chị. T10 giúp em 109.000. Hôm nay em về được một cái vòng vòng titan kiểu dạng bản lớn, và nó sẽ là vòng kiểu dạng thương hiệu. Nhìn nó sang lắm các chị ạ. Đây các chị ngắm giúp em này. Bản của nó là bản lớn nhá các chị. Bản của nó rất là lớn luôn, và khi đeo vào tay rất là ôm tay. Bản của nó bản lớn cho nên khi mình đeo lên nhìn bao giờ nó cũng sang, rất là đẹp luôn. Chất liệu của nó là titan. Em tặng các chị 129.000 đồng các chị. Chúc giúp em là vòng thương hiệu giúp em 129k. Vòng thương hiệu này bằng chất liệu titan ạ. Nên giúp em là vòng thương hiệu bằng titan nhé. Em tặng các chị với giá là 129.000 đồng. Kiểu dáng của nó nhìn đeo rất là sang, và nó có khóa gài ở hông. Khi mà vòng lớn mà làm khóa như này là rất là hiếm luôn này các chị này. Đó, khóa của nó rất là chắc, của hàng titan nhé các chị. Nên giúp em là vòng thương hiệu giúp em với giá vòng thương hiệu Gucci nhá các chị. Em tặng các chị vòng thương hiệu Gucci với giá 129.000 đồng. Màu của nó rất là sáng bóng, và hàng titan thì yên tâm, các chị yên tâm là đeo rất là bền lâu. Hàng đúc đặc nguyên khối của titan, các chị đeo rất là sướng luôn. Vòng thương hiệu Gucci nhá, em tặng các chị với giá là 129.000. Chúc giúp em là vòng thương hiệu ạ. 129k. Vòng thương hiệu giúp em 129.000 đồng, mã vòng thương hiệu. Vòng thương hiệu là 129k. Hôm nay em có mẫu vòng mới về, đẹp chưa này các chị ơi. Mẫu vòng này em thấy rất là đẹp luôn. Kiểu dáng hình công nhá. Kiểu dáng hình con thiên nga ấy các chị. Thanh ơi đến mở hội này cái Thanh. Khi mà bỏ lên like này là phải mở khóa ra. Không mở này. Mở khóa ra cái. Các chị lên giúp em, hôm nay em có về tràng hạt titan cho các chị, rất là nhiều chị mong chờ. Hôm nay em có về cả hộp đựng tràng hạt nữa luôn. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã hộp đựng tràng hạt nhá. Em tặng các chị với giá 39.000 đồng hộp đựng tràng hạt giúp em. Hộp đựng tràng hạt này ví dụ các chị mà tặng người thân ấy, các chị nên mua một cái hộp đựng tràng hạt này vào nữa, nhìn cực kỳ sang chảnh. Và hôm nay em mới về được tràng hạt titan lớn, rất là nhiều chị hỏi, và hôm nay em về để em lên luôn cho các chị. Lên giúp em là hộp đựng tràng hạt vàng này, hộp đựng tràng hạt bạch kim với giá là 39.000. Và đây là tràng hạt titan hôm nay về, em có cả màu bạch kim nữa luôn. Nếu như mà màu bạch kim thì không bao giờ bay màu luôn nhé các chị. Và mẫu tràng hạt em thấy rất là nhiều chị hỏi luôn. Màu bạch kim này thì sẽ không bao giờ bay màu. Em tặng các chị màu bạch kim với giá chỉ có 69.000 đồng thôi. Chúc giúp em là tràng hạt titan bạch kim. Tràng hạt titan bạch kim này là 69.000 đồng nhá. Không bao giờ bay màu, bằng chất liệu titan giúp em. Hạt này là hạt lớn nhá. Tràng hạt titan bạch kim 69k này. Và các chị chốt giúp em là tràng hạt vàng này 99.000. Tràng hạt vàng là 99.000 nhá các chị. Tràng hạt màu vàng này hôm nay em có, em mới về được tràng hạt màu vàng nhá. Tràng hạt màu vàng thì là hạt lớn nhá các chị. Còn hạt nhỏ thì hạt nhỏ hình như còn không nhỉ. Hạt nhỏ là 79 nhá các chị nhá. Còn hạt này hạt lớn 99 ạ. Các chị lên giúp em là tràng hạt titan lớn 99.000 đồng. Tràng hạt titan lớn giúp em 99k. Đây các chị ngắm giúp em này. Tràng hạt titan lớn hôm nay mới về nhá các chị. 99.000 đồng giúp em. Tràng hạt titan lớn là 99.000 đồng. Tràng hạt titan lớn nhá. Và em hôm nay em về được mẫu tràng hạt rất là đẹp luôn. Em lên cho các chị mấy tràng luôn này. Đây các chị lên giúp em là tràng hạt pha lê xanh. Tràng hạt pha lê xanh nhìn đẹp lắm luôn ấy. Cái này các chị ngắm giúp em. Tất cả những cái mắt này nó khác hoàn toàn với những tràng hạt của các chị, những tràng hạt bình thường ấy. Đó các chị ngắm giúp em tất cả những cái mắt nha. Và đá pha lê này long lanh luôn, rất là đẹp luôn. Các chị lên giúp em là tràng hạt pha lê xanh. Em tặng các chị với giá là 69.000 đồng. Lên giúp em là tràng hạt pha lê xanh. Đây là mặt này, các chị này, mặt đẹp chưa. Đó, tràng hạt pha lê xanh nhé, 69k. Đó, mặt rất là đẹp luôn. Tràng hạt pha lê xanh ạ, 69.000 đồng mã tràng hạt pha lê xanh giúp em. Tràng hạt pha lê xanh 69k. Các chị lên giúp em mã này là mã tràng hạt đồng. Em hôm nay em có cả tràng hạt đồng. Đồng đẹp lắm luôn. Các chị ạ, tràng hạt đồng thì đẹp lắm luôn ấy các chị ạ. Lên giúp em là tràng hạt đồng vàng. Tràng hạt đồng vàng này em tặng các chị với giá là, tặng các chị 79.000. Tràng hạt đồng vàng luôn giúp em. Hôm nay rất là lâu mới có những mẫu tràng hạt đẹp như này thì em lên cho các chị luôn để các chị có thể lựa chọn được hôm nay. Các chị lên giúp em là tràng hạt đồng vàng nhá. Em tặng các chị với giá là 79.000 đồng tràng hạt đồng vàng, đẹp chưa các chị ơi?
ảnh rất là đẹp luôn. Tràng hạt đồng vàng là 79k. Các chị lên giúp em mã này là mã tràng hạt, tràng hạt nhiều mặt đi, có rất là nhiều những mặt ảnh ở trên đây. Đó. Và tràng hạt này người ta làm ảnh rất là đẹp luôn ạ. Các chị lên giúp em là tràng hạt nhiều mặt đi các chị. Em tặng các chị tràng hạt nhiều mặt này với giá là tràng hạt nhiều mặt là 69.000 luôn đi nhá các chị. 69k. Và đá thì rất là đẹp luôn, đá kiểu dáng đá, kiểu dáng đá đổi màu ấy các chị. Lên giúp em là tràng hạt nhiều mặt nhá, 69.000 đồng. Tràng hạt nhiều mặt giúp em 69k. Các chị ơi, hôm nay em về được cái vòng này rất là đẹp luôn này. Vòng này thì các chị chốt giúp em là vòng công đi ạ. Công. Vòng thiên nga ấy các chị ạ, chắc là vòng thiên nga đấy. Các chị lên giúp em là vòng thiên nga. Vòng thiên nga giúp em, vòng thiên nga này em có màu bạch kim và màu màu vàng. Nên là hôm nay các chị chốt giúp em là màu, các chị lấy màu gì thì báo giúp em, vòng này siêu đẹp luôn các chị ơi, ngắm giúp em một mẫu mới. Thiết kế mới rất là đẹp, các chị chốt giúp em là vòng thiên nga nhá. Em tặng các chị yêu nhà mình vòng thiên nga với giá là 155.000 đồng. Các chị lấy màu gì thì báo giúp em nhé, em có ly cho nên các chị báo ly luôn giúp em. Mẫu vòng này rất là đẹp luôn, đây các chị ngắm giùm em này. Mẫu vòng này là mẫu vòng thiết kế mới và nó sẽ là hình con thiên nga. Nó tủa ra những cái cánh và những cái viên đá rất là xuất sắc luôn nha, các chị ngắm giúp em. Lên giúp em là vòng thiên nga và em có màu bạch kim và màu vàng. Các chị lấy màu gì thì báo giúp em và em có ly tay. Nên các chị lấy ly bao nhiêu báo giùm em nhé, vòng thiên nga đẹp chưa các chị ơi, ngắm giúp em một mẫu vòng mới siêu đẹp. Vòng thiên nga với giá là 155.000 đồng thôi các chị nhá. Nhưng mà siêu đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn đấy các chị, kiểu dáng vòng này nó làm tinh xảo chưa. Lên giúp em là vòng thiên nga với giá là 155.000 đồng và các chị lấy màu gì thì báo giúp em. Vòng thiên nga là một mẫu thiết kế mới ra các chị nhá. Và mẫu này em thấy rất là đẹp luôn, kiểu dáng nó thiết kế này. Vòng thiên nga nó có khóa ở hông đây nhá các chị. Khóa của nó ở hông đây nha các chị. Và các chị cài vào, nó có cả khuy cài ở đây nữa này. Đó, các chị lên giúp em là vòng thiên nga màu bạch kim hoặc là màu vàng thì các chị báo giúp em. Vòng thiên nga rất là đẹp luôn. Vòng thiên nga với giá là 155.000 đồng. Vòng thiên nga giúp em 155k. Các chị lên giúp em là vòng pha lê trà. Vòng pha lê trà này đẹp chưa các chị ơi, em tặng các chị với giá là hôm nay em tặng luôn các chị 69.000. Đẹp như này, các chị biết là ở bên ngoài ta bán mấy trăm nghìn, em tặng các chị 69.000 luôn. Chưa bao giờ em bán cái giá tặng tương tác giữ luôn như đợt này luôn. Các chị lên giúp em là vòng pha lê trà, em nói thật sự các chị quá là đẹp luôn. Đợt trước em phải bán 99.000 là rẻ nhất. Giờ em bán tặng các chị 69.000 đồng các chị ạ. Lên giúp em là vòng pha lê trà nhá. Với giá là 69.000 đồng hôm nay đi các chị ơi. Em xả cho các chị một ít hàng nữa để lấy không khí tiếp này. Các chị lên giúp em mã này là mã xả 21 giúp em đi ạ. Em xả cho các chị tầm độ mấy mã nữa xong em lại qua hàng bình thường, xong em lại qua xả nhá. Tại vì hôm nay thì em sẽ like xả đan xen ở trên tất cả cái like hôm nay. Các chị lên giúp em là xả 21. Xả 21 giúp em này, một sợi dây bằng titan nhá, dây búa bằng titan có hình may mắn này bằng titan luôn. Một sợi dây này bằng titan luôn, mặt bằng titan luôn. Và một đôi bông có khắc ký hiệu nhá. Khắc ký hiệu này không có nghĩa nó là titan nhá các chị nhá, khắc ký hiệu S925. Và nó sẽ là bạc S925. Nên các chị nhớ giúp em là em cứ nói thật thà với các chị luôn, là các chị thích như thế nào các chị mua như đó cho dễ. Đó, chị ngắm giúp em cái nào là titan thì em sẽ nói luôn các chị là titan. Các chị đây nó là titan, hai cái dây bằng titan này, bông này là bông khắc ký hiệu S925. Khắc ký hiệu S925 là nó có pha bạc ấy các chị. Và cái này là một đôi bông bi vuông nữa này. Em tặng các chị 4 món này với giá là 89.000 đồng các chị. Chốt giúp em xả 21. 89k giúp em mã xả 21. Các chị lên giúp em mã này là mã xả 22. Xả 22 giúp em. Các chị thấy là một đôi bông này là ngọc trai thật mà lại là bằng titan nữa thì nó đắt tiền như nào rồi. Xả 22 giúp em nhá, một đôi bông bằng titan kiểu dáng nó là đá pha lê lớn nữa này. Và một sợi dây hình hồ lô nữa, em tặng các chị tất cả chỗ này với giá 99.000 đồng. Chốt giúp em là xả 22 99k. Miên một đôi bông này đã 99.000 rồi các chị ạ, tại vì nó là ngọc trai thật mà là titan. Lên giúp em là xả 22 99.000 đồng là 3 món nhé các chị. Xả 22 2 đôi bông bằng titan, dây chuyền bằng titan dài 4 tấc rưỡi. Lên giúp em là xả 22 99.000.
xả 22 giúp em 99.000 đồng. Các chị lên giúp em mã này là mã xả 23 giúp em một cái dây bằng hàng Suping, có khắc ký hiệu Suping ở trên chốt khóa này. Và đây các chị ngắm giúp em một chiếc mặt siêu đẹp luôn. Cái mẫu này các chị biết em cháy hàng nhưng bị bom về một cái duy nhất này thôi. Em tặng các chị lên giúp em là xả 20 mấy? Xả 23 giúp em một đôi bông bằng titan nữa nha các chị. Một đôi bông bi này và một sợi lắc tay nữa này. Em tặng các chị cả cái bằng này với giá 99.000 đồng. Coi như em bán chưa bằng một cái dây này. Một cái dây đã trăm mấy rồi. Lên giúp em là xả 23 đi ạ. Vừa bán vừa tặng luôn các chị 99.000. Xả 23 99.000 đồng. Các chị lên giúp em mã này là mã xả 24 này. Xả 24 một chiếc lắc tay. Một chiếc lắc tay này. Và một sợi dây chuyền bằng titan này. Hai cái món này đều bằng chất liệu titan giúp em nhé. Và một đôi bông này là đôi bông pha lê màu trắng này. Một đôi bông bi nữa này các chị ơi. Một đôi bông bi vuông nữa này. Tất cả là 4 món ạ. Xả 24 tặng luôn các chị 79.000 cái mẫu này. Tất cả là 4 món em tặng các chị 79k nhé. 4 món luôn giúp em, một đôi bông này, một sợi dây này mặt bằng titan, một đôi bông bi này, một chiếc lắc tay khuyên lật này. 4 món có 79.000 đồng thôi. Chốt giúp em đã rơi. Chốt giúp em là xả 24 79k. Nên giúp em mã này là mã xả 25. Xả 25 một chiếc lắc tay hình hoa may mắn này rất là đắt tiền luôn. Và một sợi dây chuyền này, nó sẽ là dây chuyền titan kiểu dáng tất cả những cái mặt hình tròn này, nó có khắc số La Mã bằng titan luôn. Em tặng các chị cái mã này với giá là xả 25 là em tặng luôn các chị là thôi 89.000 đồng. Bán chưa bằng một cái lắc tay này. Lắc tay này em bán 99 rồi. Dây chuyền này 89, hai món em bán tặng các chị có 89.000. Lên giúp em xả 25 89.000. Xả 25 giúp em toàn bộ là titan 89.000 đồng mã xả 25. Lên giúp em mã này là mã xả 26. Một sợi dây này là dây hàng mới về nhưng nó còn mỗi cái, nên là thôi em xả luôn. Dây bằng titan dài 5 tấc và cái mặt này mặt LV rất là đẹp luôn. Và một đôi bông bằng titan nữa luôn này. Một đôi bông ngọc trai bằng titan. Em tặng các chị với giá xả 25 là 99.000 đồng đi. Các chị chúc giúp em xả 25 99k mặt LV nhá. Mặt này mặt LV và dây bằng dây titan và một đôi bông titan nữa. Nên giúp em là xả 25 99.000 đồng. Xả 26 à? Vậy cái nãy 25 rồi à? Các chị lên giúp em mã này xả 25 nhá. À quên, xả 26 nhá, em xin lỗi, cái này là xả 26 ạ. Xả 26 99k nhá. Một đôi bông bằng titan, ngọc trai titan và một sợi dây này là dây titan dài 5 tấc và mặt LV này là xả 26 99.000 đồng. Xả 26 giúp em nhá, 99k. Các chị lên giúp em mã này là mã xả 27 giúp em. Xả 27 giúp em này. Em tặng các chị một cái này, nó là một bộ hoa cỏ may mắn màu bạch kim rất là đẹp luôn, dây titan dài được 5 tấc. Lên giúp em là xả 27, em tặng các chị yêu nhà mình mã này với giá 89.000 đồng luôn. Các chị chúc giúp em là xả 27 một đôi bông. Cái này nó bằng chất liệu dây là titan dài được 5 tấc nhá các chị, mặt là mặt ghép đá pha lê rất là đẹp. Em tặng các chị với giá là 89.000, chúc giúp em xả 27. Xả 27 89k. Lên giúp em là xả 28 này các chị ơi. Xả 28 giúp em. Em tặng các chị xả 28 này với giá là một đôi bông nữa nha các chị. Một đôi bông này rất là đẹp nữa luôn. Các chị lên giúp em xả 28. 3 món này em tặng các chị 79.000, trước giúp em xả 28 79k. Một đôi bông này rất là đẹp luôn các chị ạ. Và một hai sợi dây chuyền này đều bằng chất liệu titan cả mặt luôn. Mà em tặng các chị 3 món này với giá hôm nay 79.000, trước giúp em xả 28 79.000. Xả 28 79.000 đồng. Lên giúp em mã này là mã xả 29 giúp em. Xả 29 dùm em nhé. Em tặng các chị yêu cái mã này là toàn bộ là titan cả mặt luôn. Và một sợi dây chuyền này nữa luôn này. Và một đôi bông này nữa luôn. Em tặng các chị 3 món này với giá 89.000. Em bán miên một chiếc dây này đã 99 luôn. Nên giúp em là xả 29 với giá là 89.000 đồng 3 món nhé. Xả 29 giúp em, mặt này là mặt hoa may mắn bằng titan rất là mắc luôn đấy các chị. Nên giúp em xả 29 với giá 89.000 đồng. Xả 29 là 89k. Các chị lên giúp em là xả 30 này. Xả 30 giùm em. Xả 30 này em tặng các chị yêu nhà mình. Xả 30 này là một sợi dây titan, hai sợi dây. Tất cả đều là mặt titan luôn các chị ạ. Mặt titan là các chị biết nó đắt tiền rồi. Và một sợi dây hình chiếc lá nữa này. Một đôi bông tai pha lê nữa này các chị ơi. 4 món các chị ạ. Lên giúp em mã này là mã xả. Xả bao nhiêu đấy? Xả 30. Em tặng các chị yêu nhà mình 4 món như này. Xả 30 nhá, 4 món luôn. Một sợi dây hình chiếc lá này rất là đẹp nữa nha các chị. Đây các chị ngắm giúp em này.
Tất cả hai cái mặt này bằng titan, hàng đắt luôn ạ. Em tặng các chị với giá xả 30 89.000 đồng các chị nhà mình. Miên ba cái dây này các chị biết bao tiền rồi. Một đôi bông tai này nữa nha. Tất cả chỗ này với giá chỉ có 89.000 đồng thôi. Đây các chị nhìn giúp em nhá. Một cái dây đã 69.000 rồi này các chị này. Và em tặng các chị với giá là 3-4 món này với giá chỉ có 89k. Chúc em xả 30 89.000 đồng. Xả 30 giúp em. Các chị lên giúp em mã này là tượng thánh giá này. Em hôm nay em mới về được tượng thánh giá. Có hộp nha. Các chị tất cả là đóng hộp như này cho các chị nhà mình. Các chị lên giúp em là tượng thánh giá xanh. Tượng thánh giá lớn xanh giúp em. Thánh giá lớn xanh nhá. Em tặng các chị là 119.000 đồng. Tượng thánh giá lớn xanh xanh giúp em 119k. Đây có đế như này. Tượng thánh giá lớn xanh 119.000 đồng. Khoảng độ hơn 20 phân chút các chị ạ, 25 phân. Các chị lên giúp em là tượng thánh giá lớn xanh nhá. Em tặng các chị với giá là 119.000 đồng. Tượng thánh giá này là có đế nha. Các chị xoáy ra xoáy vào được. Tượng thánh giá lớn xanh giúp em. Và các chị lên giúp em là tượng thánh giá lớn đỏ này. Giống như nhau nhưng mà một kiểu là màu xanh, một kiểu là màu đỏ. Các chị lấy màu gì thì báo giúp em. Tượng thánh giá lớn đỏ 119. Và tượng thánh giá lớn xanh 119 có đế nhá các chị. Làm quà tặng cũng rất là ý nghĩa luôn. Lên giúp em là tượng thánh giá lớn xanh hoặc là tượng thánh giá lớn đỏ. 119.000 đồng mã tượng thánh giá giúp em nhá. Tượng thánh giá này là kiểu dáng người ta làm rất là vân, rất là đẹp luôn ấy các chị ạ. Tượng thánh giá lớn xanh hoặc là tượng thánh giá lớn đỏ là 119.000. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã này. Tượng thánh giá này là tượng thánh giá nhỏ giúp em. Tượng thánh giá nhỏ nhé. Em tặng các chị tượng thánh giá nhỏ này với giá là 59.000 đồng tượng thánh giá nhỏ. Thánh giá này có đế nhá, rất là đẹp luôn các chị ạ. Em tặng các chị có 59.000 đồng thôi. Chúc giúp em mà tượng thánh giá nhỏ 59.000 tượng thánh giá này thì các chị có thể để xe hoặc là để bàn học ấy. Lên giúp em tượng thánh giá nhỏ 59.000. Các chị lên giúp em là đèn này thì các chị có thể là em thấy là trưng bày Noel hoặc là em thấy là các kiểu là rất là đẹp luôn. Tại vì có điện các chị ạ. Có điện ở bên trong đây nhá các chị. Tại vì ở đây là quá là sáng luôn cho nên các chị không có nhìn rõ. Nhưng mà điện này là điện sẽ lấp lánh ở bên trong. Các chị lên giúp em là đèn. Em tặng các chị đèn này với giá là 49.000 đồng các chị. Chúc giúp em đèn. Có điện ấy, khi mà trời tối thì nhìn rất là rõ luôn. Sẽ ánh lên nhiều màu nhá các chị. Ở bên trong đây có đèn này các chị này. Đó, sẽ ánh lên nhiều màu cho các chị nhà mình đó. Có đèn nhấp nháy luôn. Khi mà trời tối thì sẽ lấp lánh. Rất là đẹp luôn, kể cả mình đi rước tối cũng rất là đẹp. Em tặng các chị với giá 49.000. Chúc giúp em là đèn 49k mã đèn giúp em nhé. Đèn 49.000 đồng mã đèn giúp em. Các chị lên giúp em mã này là mã vòng cham này. Vòng cham này em sẽ có vòng cham đá vàng, vòng cham đá tím và vòng cham đá xanh. Các chị lấy vòng cham gì các chị báo giúp em. Vòng cham này các chị biết là giá bên ngoài là người ta bán rất là cao. Tại vì cham người ta rất là khó làm luôn các chị ạ. Cham tại vì nó có nhiều đá ấy các chị. Em có đá vàng này, đá tím này. Đó và màu đá xanh nữa. Em tặng các chị là cham là hôm nay em xả luôn 89.000. Các chị chúc giúp em là cham đi ạ, 89.000 đồng hôm nay đi. Cham đá vàng đây nhá các chị. Cham đá tím này và cham này là cham đá xanh. Em tặng các chị 89.000 đồng hôm nay nhá. Cham giúp em. Mẫu cham rất là đẹp luôn. Cham giúp em nhé. Cham kiểu dáng cham này nó làm rất là kỳ công luôn đấy. Các chị ngắm giúp em những viên đá này. Cham giúp em với giá hôm nay có 89.000 thôi. Cham các chị lấy màu gì báo giúp em. Các chị lên giúp em mã này là mã VIP 17 ạ. VIP 17 giúp em. Hôm nay mã VIP 17 thì ly tay của các chị nhỏ vẫn đeo vừa. Ly tay các chị 50 đến 52 là các chị đã đeo vừa rồi. 54 các chị sẽ phải nới lỏng ra chốt. Tại cái này hầu như là mình sẽ có thể điều chỉnh được. Các chị điều chỉnh nhẹ nhẹ thôi giúp em. Các chị đừng vặn mạnh quá là nó sẽ gãy lò xo nhá. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã VIP 17. Em tặng các chị 99.000 đồng. Cái này ly tay các chị nhỏ vẫn đeo vừa. Và kiểu dáng ngọc trai nó lượn rất là đẹp. Nhưng mà nó này là bằng chất liệu titan. Kiểu dáng đẹp như này mày là titan các chị ạ. Em tặng các chị 99.000. Chúc giúp em là VIP 17, 99k giúp em mã VIP 17. VIP 17 giùm em ạ, 99.000 đồng. Mẫu này là bằng chất liệu titan và kiểu dáng làm rất là xinh. VIP 17 ạ, 99.000 đồng mã VIP 17 giúp em. Các chị lên giùm em mã này là mã VIP 18 giúp em. VIP 18 là một mẫu vòng titan chữ H. Hôm nay em tặng nốt các chị 89k. Chúc giúp em VIP 18 ạ, 89.000 đồng mã VIP 18 giúp em.
VIP 18 89.000 đồng mã VIP 18 giúp em nhé. VIP 18 này em có là một mẫu vòng titan chữ H và ly tay các chị từ 54, 56 chị đeo vừa. Vòng titan chữ H này kiểu dáng người ta làm rất là đơn giản nhưng mà lại cực kỳ sang trọng khi mình đeo vào tay và nó bóng sáng lắm các chị, khóa của nó hông nhá. Các chị chúc giúp em VIP 18 này ly tay các chị 54, 56 đeo vừa với giá là 89.000 đồng thôi ạ. Các chị lên giúp em mã này là mã VIP 19 giúp à VIP 16 đi các chị. Chúc giúp em VIP 16. VIP 16 này em có là nó là một mẫu kiểu dáng bi các chị ạ, kiểu dáng vòng bi bằng chất liệu titan. Em tặng các chị VIP 16 này em có màu vàng hồng và màu vàng tây với giá là 89.000 đồng hôm nay sale. Những mẫu vòng titan hôm nay em sale giá kinh khủng khiếp, vòng titan mà có 89.000, kiểu dáng bi như này là hàng titan thì nó rất là hiếm luôn các chị. Em tặng các chị VIP 16 với giá 89k mã VIP 16 dùm em. VIP 16 ạ, 89.000 đồng, vừa có màu vàng hồng và có cả màu vàng tây nên các chị lấy màu gì báo giúp em. VIP 16 hôm nay chỉ có 89.000 và ly tay các chị 54, 56 đeo vừa, kiểu dạng bằng bi, bằng chất liệu titan. VIP 16 giúp em nhá, với giá là 89.000 đồng mã VIP 16. Các chị lên giúp em mã này là mã VIP 19 này, hôm nay em có vòng LV siêu đẹp. Vòng LV này là vòng LV có đá, các chị ơi, ngắm giúp em vòng LV này đẹp chưa? Lên giúp em là VIP 19. Hàng có khóa ly tay các chị 54, 56 đeo vừa VIP 19 với giá 99.000. VIP 19 giúp em là vòng LV siêu đẹp luôn. Vòng LV kiểu dạng này em thấy sang tay cực kỳ luôn. Và nó bóng hàng đúc đặc nguyên khối bằng titan nên các chị đeo rất là bền màu. Em tặng các chị VIP 19 với giá là 99.000 đồng. VIP 19 ly tay các chị 54, 56 đeo vừa nhé. Khóa của nó thì nếu như biết cách tháo rất là dễ luôn. Và hàng titan cái khóa của nó cực chắc luôn. Nên cho em VIP 19 với giá 99.000. Các chị lên giúp em mã này là mã VIP 20. VIP 20 hôm nay em có là vòng bằng màu vàng hồng. Nếu các chị thích tông màu vàng hồng này nó rất là bền màu. Em tặng các chị với giá 79.000 hôm nay các chị chốt giúp em VIP 20. Có mỗi 79.000 đồng một cái vòng titan. Các chị ơi ngắm giúp em này đẹp chưa? VIP 20 ạ, 79k vòng titan mà nó là màu vàng hồng nhé. Các chị có 79.000 chốt giúp em VIP 20 ạ. Ly tay 54, 56 đeo vừa VIP 20, 79.000. VIP 20 giúp em 79.000 đồng mã VIP 20 dùm em. Đem nốt cái này đi Thanh. Cái hàng mới về. Hôm nay khăn mặt Hàn em mới về nhá các chị. Khăn mặt Hàn này rất là nhiều chị đặt, hôm trước nó bị hết hàng ấy. Hôm nay em vừa mới về được mấy trăm chiếc thôi. Nên các chị thích thì đặt luôn giúp em hôm nay. Em tặng các chị chỉ có mối giá là 68.000 đồng. Các chị chúc giúp em là khăn mặt Hàn 68k. Khăn mặt Hàn 68.000 đồng giúp em. Và cái khăn mặt Hàn này nó là khăn mặt Hàn loại 1 nhá. Các chị chúc giúp em là khăn mặt Hàn loại 1 với giá chỉ có mỗi 68.000 đồng hôm nay. Em tặng các chị giá cực kỳ là tương tác luôn. Các chị hôm nay em lần trước là cháy hàng rồi nhưng hôm nay em tặng các chị giá còn tương tác hơn đợt trước luôn. Cho các chị nhà mình 10 chiếc, 10 chiếc khăn mặt mà nó là hàng loại 1 giúp em. Rửa rất là êm luôn các chị. Em tặng các chị khăn mặt Hàn này với giá là 68.000 đồng mã khăn mặt Hàn. Khăn mặt Hàn là 10 chiếc luôn nha các chị. Ở bên ngoài người ta bán mười mấy nghìn một chiếc luôn. Em tặng các chị có 6.800 một cái thôi. 10 cái là 68.000, 10 cái mà có 68.000 thôi. Các chị chúc giúp em là khăn mặt Hàn loại 1 giúp em. Em lấy cho các chị là hàng loại 1 luôn đấy các chị. Nó dày hơn mà có mỗi 68.000 một chục cái. Các chị chúc giúp em là khăn mặt Hàn nó vừa về xong. Và các chị hôm nay em về cái quần quần ren nó, các chị nhà mình nhiều chị hỏi quần ren. Các chị lên giúp em mã này là mã, các chị chúc giúp em là quần quần ren hai hông nhá. Các chị ơi quần này là quần ren hai hông nhá các chị. Quần này là quần ren hai hông giúp em. Đây các chị ngắm giúp em, nó là cái vải này là vải lạnh co giãn, vải này mặc lạnh, mặc nó mát lạnh luôn đấy các chị. Mặc nó thoáng mát lắm. Và cái ren của nó sẽ là hai hông. Quần này thì mặc thì sẽ rất là đẹp. Trên cạp của nó cũng bằng ren luôn nhá các chị. Lên giúp em là quần ren. Em tặng lấy tương tác 69.000 đồng một chục cái luôn. Các chị ơi, giá này thì ai mà bán được đúng không các chị. Nó sẽ có nhiều màu. Một chục cái là nó sẽ xếp cho mình đủ màu luôn. Màu đen, màu hồng, màu xám, màu da, màu đỏ. Các chị chúc giúp em là quần ren hai bên. Em tặng các chị quần ren hai bên này là 69.000 đồng 10 chiếc luôn nha. Các chị quần ren hai bên là 69k 10 chiếc luôn. Các chị lên giúp em là quần ren công chúa này. Quần ren công chúa này dành cho các chị mà thích hàng ren ấy thì các chị chốt. Tại vì em nhập cho các chị sang một chút hàng ren, có nhiều chị thích hàng ren. Các chị lên giúp em là quần ren công chúa nhá.
gen công chúa này em tặng luôn cho các chị. Hầu như một chục cái là người ta cũng sẽ sắp cho mình đủ màu để cho mình có thể lựa chọn. Có nhiều nơi là người ta chỉ sắp có một màu thôi, nhưng mà đây của em là sẽ sắp đủ màu cho các chị có thể là mình thay đổi đây. Các chị lên giúp em là quần gen công chúa nhá. Đây các chị, em tặng các chị với giá hôm nay có 59.000 đồng 10 cái, 5.900 một cái các chị nhá. Quần gen này thì nó cũng là chất gen co giãn cực kỳ tốt luôn. Đó, nhưng mà các chị mà ni lớn, cân nặng của mình quá lớn thì các chị báo với nhân viên giúp em nhá. Tại vì cái này thì em nghĩ là em cũng chưa có, em quên em chưa hỏi, nhưng mà để em hỏi thử xem nhá. Nhưng mà cái này thì em nghĩ là size lớn quá thì mình không nên chốt giúp em. Ví dụ 70 cân những gì thì các chị không nên chốt giúp em. Cái này thì tất nhiên nó co giãn, nhưng mà nhiều khi là size lớn quá thì các chị nếu như 70 cân thì các chị không nên chốt giúp em nhá. Các chị khoảng độ 65 cân lộn lại thôi. 65 cân lộn lại các chị chốt giúp em. Đó, chị ngắm giúp em, nó là hàng co giãn, mặc thì rất là thoải mái đó, nhưng mà nhiều cân quá thì em lại sợ là các chị lại khó chịu. Nên là nó có mỗi 5.900 một cái và 59.000 một chục thôi, nên là trắng tránh trường hợp là đến nơi lại không vừa trả lại thì bọn em nói thật sự là lỗ. Nên là các chị, những chị vừa thì hãng chốt nhá. Cái quần gen này thì nó đẹp và thoáng. Đó, chị thấy không ạ? Em tặng các chị có mỗi 59.000 đồng mà 10 cái cho em. 59.000 10 cái là nó sẽ là mùm, nó sẽ là nhiều màu khác nhau. Các chị chốt giúp em là quần gen công chúa nhá. 59.000 một cái là em bán là đi đơn từ 10 cái nhá. 10 cái là 59.000. Các chị chốt giúp em là quần gen công chúa 59k một chục cái. Quần gen công chúa là 59k một chục cái nhá. Và các chị lên giúp em là quần su xịn này. Su xịn này thì cái chất su của nó thì các chị biết rồi. Và hàng của bên em nhập cho các chị cái hàng su này là su xịn giúp em. Tất cả những cái hâu này các chị thấy không ạ? Và hàng này nó là hàng, các chị sờ chất là biết thôi. Đây, hàng có dập ở bên trong này. Và chất của nó này có kháng khuẩn nhá. Các chị lên giúp em là quần su xịn đi ạ. Em tặng các chị 119.000 đồng 10 cái cho các chị nhà mình. Quần su xịn giúp em, sờ sướng tay cực kỳ luôn. Và có thông hơi ở bên dưới, các chị lên giúp em là quần su xịn 119.000 đồng 10 cái nhá. 10 cái luôn mà có 119.000. Các chị lên giúp em là quần su xịn ạ, 119k 10 chiếc luôn nhá. Quần su xịn giúp em 119.000 đồng là các chị sẽ được 10 chiếc rồi. Em bán để gọi là em tặng để kèm với đơn hàng thôi, chứ còn tại vì đợt này em nói thật sự là không phải là riêng trang của em đâu, mà trang nào cũng bị bóp tương tác. Nên hầu như là em muốn bán để nó lấy tương tác thôi. Chứ những chiếc quần áo này các chị biết bên ngoài họ bán bao nhiêu các chị biết rồi đó. Giá này nó là hầu như là không thể nào mà nói dối được các chị. Tại vì những cái hàng này nó quá là thông dụng với các chị rồi. Đó, các chị lên giúp em mã này là mã áo gen. Áo này là áo... các chị hôm nay nó về được cái mẫu áo này, em có từ size 36 cho đến size 44 rồi các chị nhà mình. Cho nên là kể cả là các chị mà lớn cân thì các chị vẫn mặc được cái mẫu này giúp em. Và cái mẫu này nó là hàng có gọng. Hàng có gọng này thì nó lại có ren nữa, cho nên nó đẹp. Khi mà các chị mà đi mặc áo dài, mặc váy ấy, thì các chị lấy cái này. Còn nếu như các chị ở nhà thì các chị chốt cái hàng thông hơi đó, thì hàng thông hơi đó thì mình mặc thông dụng hơn. Em này em cứ tư vấn thật cho các chị như thế. Còn cái này thì các chị mà mặc đi đâu ấy thì nó sẽ có gọng, nó nâng đẩy ngực cực kỳ tốt luôn. Hàng này hàng có gọng giúp em. Và cái gen này nó đẹp lắm các chị ạ. Đệm của nó cũng là đệm tương đối dày. Các chị lên giúp em là áo gen em có màu đen nhá. Và em có màu này là màu gì nhỉ các chị, màu tím này, màu nó hơi tím nhạt nhạt đấy các chị ạ. Màu này cũng rất là dễ mặc này, màu tím này. Và em có màu trắng này. Cái hàng này là hàng đợt này em nhập cho các chị là hàng xịn hơn này, rất là đẹp luôn nhá các chị. Và em có màu trắng nhá, em có màu da này, em có màu da nữa, nên là các chị lấy màu gì thì báo giúp em. Em tặng các chị yêu nhà mình với giá áo gen này là các chị chỉ cần chốt giúp em áo gen là được rồi. Em tặng các chị với giá 55.000 đồng một chiếc và em có cả size 44 luôn các chị ạ. Hàng này thì các chị kể cả là các chị từ trước đến giờ các chị không mua được hàng ở bên ngoài, tại vì nó áo gen này nó quá là nhỏ. Thì hôm nay các chị mua được của em. Em có từ size 36 cho đến size 44. Cho nên là các chị nếu như mà các chị có size, cân nặng bao nhiêu các chị nhớ lấy chuẩn giúp em nhá. Hàng áo gen này thì các chị cứ nên lấy nó thoải mái một chút đi các chị, tại vì nó là hàng có gọng và nó nâng đẩy ngực cực kỳ tốt luôn. Khi mà mình mặc đi đâu ấy thì các chị nên mặc những cái áo này, có thể là mình mặc với áo dài với váy ấy thì cái này nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều.
nó đẹp và nhìn nó nâng đẩy ngực cực kỳ tốt luôn các chị ạ. Còn nếu như mình mặc ở nhà mình muốn dễ chịu thì mình lấy cái áo thông hơi có mỗi 29, 39, 29, 25, 29, 35 gì đó. Thì em thấy là cái áo thông hơi đó là mình mặc ở nhà là thông dụng. Còn cái này là mình mặc đẹp, mình mặc để cho nó đẹp ấy, cái ngực của mình nó đẹp ấy, thì mình lấy cái này. Cái này thì các chị chốt giúp em là áo ren nhá. Áo ren này nó là hàng có gọng giúp em. Em tặng các chị nhà mình với giá là 55.000 một đồng một chiếc. Và các chị em có nhiều màu, màu da, màu trắng, màu đen, màu hồng tím, với giá 55k. Và em có size đến size 44 cho các chị nhà mình luôn. Từ trước giờ là chưa có áo ren này mà có size 44 đâu các chị ạ. À, size từ size 36, 36, 38, 40, 42, 44. Đó, nó đủ cho các chị nhà mình size cho các chị nhà mình hôm nay. Nhưng mà chắc là chỉ có hôm nay là đủ size thôi các chị ạ. Tại vì hầu như em là em ôm hàng này em ôm ít lắm. Những hàng quần áo này em ôm được lô nào là em ôm hơi ít. Nên nhiều khi nó chỉ được có một ngày là nó hết size. Các chị lên giúp em mã này quà tặng đi. Em tặng cho những chị có lượt chia sẻ hôm nay cái này nó là tắm trắng nhá. Em tặng cho chị cái tắm trắng này với giá là 9.000 đồng. Đây là tặng cho những chị có lượt chia sẻ, em còn ít. Các chị lên giúp em là tặng tắm trắng 9k. Cái này thì nó là trà xanh và em thấy thì nó tắm là nó sẽ, khi mình tắm là nó sẽ tẩy được những cái tế bào chết của mình cái mùa đông này ấy, thì rất là tốt luôn. Chỉ có cái là mình hơi ngại một chút xíu, nhưng mà lâu lâu mình tắm một lần thì cũng được các chị ạ. Tại vì cái này thì nó phải pha ra bột thì hơi ngại chút, nhưng mà em thấy nhiều khi mình còn phải đi lấy những nước trà để mình đun, nó còn lâu hơn đúng không các chị. Và cái này hôm nay em tặng cho các chị 9.000 đồng cho những chị có lượt chia sẻ. Các chị chốt giúp em là tắm trắng 9k. Yên tâm là tắm trắng này thì các chị tắm là nếu như mà mình tắm nhiều nó mới trắng thôi, còn mình tắm bình thường nó sẽ tẩy được những cái tế bào chết. Mình lâu lâu mình tắm một lần nó tẩy những cái tế bào chết ở da của mình những cái mùa đông ấy. Các chị lên giúp em là tắm trắng 9k nhá. Các chị lên giúp em mã này sẽ là mã móng tay này. Các chị lên giúp em là móng tay loang nhá. Em tặng các chị với giá 39.000 đồng. Móng tay này khi mà các chị gắn vào á, nó sẽ rất là đẹp luôn. Các chị ngắm giúp em nhá, cái kiểu dáng này rất là xinh luôn. Các chị chúc giúp em là móng tay loang với giá 39.000 đồng, móng tay loang giúp em. Các chị lên giúp em mã này là mã T11 ạ. T11 giùm em mã T11. T11 này em có nó sẽ là một cái mẫu dây, một bộ luôn các chị ạ. Một bộ đá của nó là đá hình đá vuông rất là đẹp như này khi mình đeo lên. Các chị lên giúp em là T11, em tặng các chị 89.000 đồng một bộ luôn. Các chị ơi, cái bộ này khi đeo lên nhìn sang chảnh chưa? Các chị ngắm giúp em những viên đá này. Lên giúp em là T11 với giá T11 là 89.000 đồng mã T11 giúp em cả một bộ luôn ạ. T11 dây titan này dài được 4 tấc rưỡi là nới hết. T11 89k. Các chị lên giúp em mã này là mã T12. T12 này em có sẽ là một cái đôi bông tua xuống như này. Khi mà các chị đeo đi tiệc đi chơi chụp ảnh thì những cái bông tua này nó là đẹp xuất sắc luôn. Em tặng các chị với giá chỉ có 39.000 đồng thôi. Chốt giúp em là T12 ạ. 39k, rất là nhiều những viên đá li ti rất là xinh như này, với giá chỉ có 39.000 đồng. Chốt giúp em T12 ạ. 39.000 đồng giùm em nhé. Một đôi bông tua rất là xinh luôn. T12 39k. Các chị lên giúp em mã này là mã T13. Hôm nay dây túi tiền về và cái dây này là dây em bán rất là chạy luôn đấy các chị. Cắm giúp em khóa tròn dài được 5 tấc. Và cái mẫu dây hàng titan này em thấy rất là đẹp luôn các chị ạ. Và nó còn bền màu. Hình túi tiền đá của nó rất là đẹp và cái hình túi tiền này nó hơi tròn một chút cho nên em thấy cái mặt túi tiền này rất là đẹp luôn này. Nên giúp em là T13 với giá là 109.000 đồng. Dây titan này dài được 5 tấc, khóa tròn luôn rồi và dây rất là đẹp luôn, hình mặt túi tiền nhá. Nên giúp em là T13 với giá T13 là 109.000 đồng mã T13 giùm em ạ. 109k mã T13 giúp em. Các chị lên cho em mã này là mã T14, là một chiếc lắc chân siêu đẹp luôn. T14 là một chiếc lắc chân nhá các chị. Lắc này là lắc chân giúp em bằng chất liệu titan. Lên giúp em là T14 với giá tặng các chị yêu 49.000. Hàng titan kiểu dáng lắc chân này nó siêu đẹp luôn. Nó có hình bướm và có những viên đá pha lê nhìn xinh chưa. Bằng chất liệu titan giúp em mã T14 ạ. Với giá T14 là 49.000 đồng một chiếc lắc chân bằng titan luôn. Các chị chốt giúp em là T14. 49k. Các chị lên giúp em mã này là mã T15. T15 dùm em này, em có là một chiếc dây bằng titan và cái dây này em thấy là đeo lên cổ nhìn những cái phay này này nó rất là đẹp luôn các chị ạ. Bằng chất liệu titan cả mặt cả dây luôn. Khảm xà cừ này nó sẽ có hai mặt, một mặt đen và một mặt trắng. Em tặng các chị yêu nhà mình với giá là T15 là hôm nay em tặng giá sốc luôn 49.000 đồng. Các chị chốt giúp em là T15.
T1549K giúp em cái mã này, quá là đẹp luôn, chất liệu titan toàn bộ cả mặt luôn, mà có 49.000, dây dài 4 tấc rưỡi giúp em, và dây dài 4 tấc rưỡi là nới hết nhá các chị. Chúc giúp em là T15 49.000 đồng giúp em mã T15. Các chị lên giúp em mã này là mã T16 giúp em. T16 này, dây này nó là dây có khắc, hầu như đa số những cái hàng nào ấy mà nó là có nới, em nói với các chị là 4 tấc nới hết là 4 tấc rưỡi, thì nó đều có khắc ký hiệu 18K ở trên cái chỗ này, hoặc là titan ở trên chỗ này hết. Tại vì nó có cái đoạn tăng đơ này, nó sẽ khắc được chữ ở trên đây. Các chị lên giúp em là T16 ạ. Em tặng các chị yêu nhà mình với giá là 49.000 đồng hôm nay. Và cái dây này là mặt bằng titan luôn nhá, mặt đá xanh này. Và cái dây này nó dây... những cái viên bi nhỏ nhỏ này rất là xinh luôn. Các chị lên giúp em mã này là mã T16 với giá 49.000 đồng mã T16 giúp em. T16 ạ, 49K mã T16 giúp em. Các chị lên giúp em mã này là mã tượng này, tượng thánh gia nhé, tượng thánh gia này. Có đèn ở dưới đây. Đó, các chị thấy không ạ? Đẹp như này, em có cả tượng thánh An Tôn nữa, giống hệt như này, cũng có đèn như này. Em tặng các chị tượng thánh gia hoặc là tượng thánh An Tôn nhá. Với giá là 39.000 đồng thôi, các chị ơi, có 39.000 đồng thôi. Đẹp chưa? Có đèn ở bên dưới. Thanh ơi, đưa tượng thánh An Tôn đây Thanh. Các chị lên giúp em là tượng thánh gia nhá. Với giá tượng thánh gia có 39.000 đồng thôi các chị nhá. Tượng thánh gia 39K. Đó, và các chị có thể tặng các bé nhân dịp Giáng sinh cũng được. Và đây là tượng Đức Mẹ này, em có cả tượng Chúa nữa, xong đưa hết ra đây mà lại không có à. Các chị lên giúp em là tượng Đức Mẹ này, đẹp chưa các chị ơi? Tượng Đức Mẹ này rất là đẹp. Em tặng các chị tượng Đức Mẹ đồng nhá. Với giá tượng Đức Mẹ này là 69.000. Tượng Đức Mẹ này bằng đồng. Đợt trước là em bán 100.000 tượng đấy, mà có những anh ấy lấy về, anh lấy mấy tượng luôn, tại vì quá là đẹp luôn. Đức Mẹ bằng ban ơn là đợt này em mới có này. Tượng Đức Mẹ ban ơn bằng đồng nhá, em tặng các chị với giá là 69.000 đồng thôi. Tượng Đức Mẹ ban ơn bằng đồng 69K nhá, đẹp các chị ạ. Tượng Đức Mẹ ban ơn bằng đồng 69K. Và các chị lên giúp em mã này là mã T17. Đây là tượng An Tôn đấy nhá các chị. Nếu các chị lấy tượng An Tôn, các chị báo giúp em là tượng An Tôn. Với giá cũng có 39.000 đồng thôi, có đèn ở dưới. Tượng An Tôn giúp em 39K. Các chị lên giúp em mã này là mã T17 giúp em, một bộ tim bằng titan luôn các chị ạ. Tất cả đều bằng titan. Em tặng các chị cá một bộ này 89.000 đồng các chị ơi. Giá tặng giữ luôn các chị. Tất cả đều là titan, từ bông tai nhá, một đôi bông này, một sợi dây, một cái mặt bằng titan này. Em tặng các chị tất cả chỗ này với giá 89.000 đồng. Chúc giúp em T17 ạ. 89K mã T17 giùm em. T17 này 89.000, dây này là dây titan dài được 5 tấc giúp em. T17 có 89.000 đồng mà một bộ bằng titan luôn đấy các chị. Lên giúp em mã này là mã T18 giúp em. T18 là một sợi dây này bằng dây titan và kiểu dáng tua xuống bên dưới. Có cái hình này nó sẽ rút dây được đó các chị ạ. Rút lên rút xuống được nha các chị. Em tặng các chị cái mã này với giá có 39.000 đồng. Chúc giúp em T18 dây titan này là dây dài được, nếu như mà nới hết, nếu như mà rút xuống bên dưới thì nó sẽ là 5 tấc luôn đấy các chị. Còn nếu không rút xuống là nó 4 tấc rưỡi. Các chị lên giúp em là T18 với giá có 39.000 đồng. Mẫu này nhìn đơn giản nhưng mà đeo rất là xinh, bằng dây titan giúp em. T18 với giá T18 là 39.000 đồng. Là cái dây này là em giảm giá kinh khủng luôn đấy các chị. Tại vì mẫu này là mẫu titan và hàng thiết kế rút dây được. Các chị chúc giúp em T18 39.000. Lên giúp em mã này là mã T19 giúp em. T19 này em có, nó sẽ là một mẫu bộ hoa cỏ may mắn. Bộ hoa cỏ may mắn này thì em có bông tai này và dây chuyền này các chị ơi. Bông tai, dây chuyền và vòng tay, tất cả đều là chất liệu titan hết nhá các chị. Bông tai, dây chuyền, lắc tay, toàn bộ là chất liệu titan. Em tặng các chị bộ hoa may mắn này với giá là 99.000 đồng. Bộ này em giảm 20.000 bộ luôn. Tại vì bộ này nó là toàn bộ là titan. Các chị mua miên một cái vòng này ở bên ngoài nó đã hơn 99.000 rồi. Tất cả đều là titan nhé. Em tặng các chị 99.000. Chốt giúp em là T18. À T19 ạ. T19 với giá 99K. T19 giùm em ạ. 99.000 đồng mã T19 giúp em nhé. T19 99K mã T19 giúp em. T19 ạ, 99.000 đồng mã T19 dùng em hôm nay. T19 là 99.000 đồng nhá. Các chị lên giúp em mã này là mã T20. Một mẫu này là em, nói thật sự các chị luôn, em đeo cái mặt này mà em đeo cái bộ cái mặt này nhá, không phải là mặt titan đâu các chị ạ, nhưng mà nó rất là bền luôn.
em đeo này, xong em đeo một thời gian dài em lại cho con em nhà em nó đeo, thế mà đến bây giờ vẫn đẹp luôn các chị ạ. Nó còn đang bảo là nó cất đi để dành đến Tết đeo. Em nói thật sự luôn ấy, mà em đã đeo rất là lâu rồi, mà cái mặt này không phải là mặt titan nhưng sao em thấy nó rất là bền như vậy cơ các chị. Tại vì cái mặt này nó rất là đẹp, nó ghép được nhiều đá như này. Và dây này là dây titan nhá chị, mặt thì không phải nhưng mà dây là dây titan. Cái mẫu dây này là dây dài được 5 tấc và khóa của nó là khóa tròn có khắc hiệu Izan ở trên chốt khóa này. Em tặng các chị yêu nhà mình với giá T20 là tặng luôn các chị 69.000 đi. Mẫu này em nói thật sự các chị đẹp, các chị đẹp lắm luôn. Cái mẫu mặt này em thấy rất là xinh luôn. Nên giúp em là T20 với giá 69k, mã T20 giúp em nhé. Đây các chị ngắm giùm em này, đẹp chưa? Mà có 69.000, cái mẫu này các chị không nên bỏ qua. Rất là đẹp luôn, khóa tròn, dài được 5 tấc, T20 69.000 đồng. T20 giùm em ạ, 69k. Các chị lên giúp em mã này là mã T21 này. T21 dây dài được 5 tấc nhé các chị, dây dài 5 tấc và cái dây này nó xoắn xoắn cho nên là nhìn nó sáng màu đẹp lắm. Dây này là dây titan không bao giờ bay màu và cái mặt này của nó đẹp chưa các chị ơi, cái mẫu này. Nếu như mà các chị thích cái tông màu bạch kim các chị chốt cho em mẫu này siêu đẹp. Dài được 5 tấc và cái mẫu mặt của nó này, đá pha lê bigot nó toàn bộ bề mặt. Cái dây này thì nó sẽ dài được 5 tấc và nó có độ xoắn cho nên khi mình đeo và nó có độ lấp lánh ấy. Lên giúp em là T21 với giá hôm nay em tặng các chị nhà mình với giá là 99.000 đồng T21 giúp em. 99k mà T21 đẹp như này các chị ơi. T21 là dây dài được 5 tấc ạ, 99.000 đồng, màu bạch kim. T21 99k mà T21 giúp em. Các chị lên giúp em mã này là mã T22. T22 giùm em, mã T22 này là một mẫu mà em nhập là rất là mắc tiền luôn. Các chị có thể mua hôm đầu tiên, các chị thông cảm giúp em. Đầu tiên em bán là 79.000 thì em còn có lãi một chút xíu các chị ạ. Đến hôm nay em xả luôn cho các chị 59.000 đồng. Cái mẫu này là một mẫu titan mà em nói chân tình các chị là em nhập là cao tiền cực kỳ luôn. Và hàng titan này thì các chị đeo là các chị sẽ thấy là rất là bền màu luôn. Em có màu đá đỏ và màu đá xanh, hôm nay em tặng các chị 59.000. Các chị lên giúp em mã này là mã T22, 59.000 đồng hôm nay nhá. T22 hôm nay em sale 59k màu đá đỏ và đá xanh. Đây nó sẽ là chất liệu titan và hàng này là hàng bền màu nhá. Hàng này nó là hàng đắt tiền luôn đấy các chị ạ. Hôm nay em sale còn có 59.000, chúc giúp em T22, 59.000 đồng, hàng thiết kế của titan. Các chị ngắm giúp em đá của nó là em có đá đỏ và đá xanh. Và cái mẫu này thì rất là dễ đeo luôn các chị nhá. Nên giúp em là T22 với giá 59.000 đồng. T22 giúp em 59k. Lên giúp em mã này là mã T23. T23 này em có là một đôi bông ngọc trai hình chiếc nơ. Kiểu bông này đeo lên rất là xinh đấy các chị. Ngọc trai và khóa móc câu. Em tặng các chị với giá chỉ có 29.000, chút giúp em T23. 29.000 đồng dùm em đây các chị ngắm giúp em này. T23 có 29.000 đồng nhưng mà xinh chưa? Các chị chút giúp em mà T23. 29.000 đồng một đôi ạ. 29k thôi nhưng các chị săn về các chị đeo lên khác hoàn toàn luôn. Các chị lên giúp em mã này là mã T24 dây của em sẽ là dây titan dài 5 tấc và có khắc ký hiệu Izan ở trên chốt khóa, dài được 5 tấc giúp em. Và đây các chị ngắm giúp em này, em cũng không nói cho các chị biết là khắc ký hiệu nó bền hay là không khắc ký hiệu nó bền, nhưng mà cái nào có khắc ký hiệu em nói này, có những chị thích khắc ký hiệu vậy thôi, chứ còn em nói thật sự là đã là titan thì nó như nhau, kể cả là khắc ký hiệu hay không khắc ký hiệu thì độ bền của nó cũng là như nhau nhá các chị, chứ không phải là khắc ký hiệu mà nó bền hơn hay là không khắc ký hiệu mà nó lại không bền bằng. Đó, đây cái dây này nó sẽ là dây titan dài được 5 tấc và khóa tròn có khắc ký hiệu. Và đây nha các chị ngắm giúp em một cái hình quả cầu kiểu mới siêu đẹp như này. Em tặng các chị yêu nhà mình với giá là T24 59.000 đồng. T24 giúp em 59k, mã T24 giúp em, đây các chị ngắm giùm em này. T24 này em thấy kiểu dáng quả cầu nhưng mà nó là kiểu mới ấy các chị. Ngắm đẹp chưa? Quả cầu này nó xoay được như này. Xoay được và nó có đá toàn bộ bề mặt xung quanh. Và cái dây này nó thay bóng rất là đẹp luôn nha. Các chị thay toàn bộ bề mặt luôn. Nên giúp em mã này là mã T24 với giá là 59.000 đồng, mã T24 giúp em. T24 59k, mã T24 giúp em ạ. Các chị lên giúp em mã này là mã T25 giúp em. Đây nha các chị ngắm giùm em này, cái dây này là dây có khắc ký hiệu nhá, khóa của nó là khóa tròn. Đó, và cái dây này nó là dây dài được 4 tấc rưỡi, dây mì có phay trên từng đoạn như này. Đó, các chị lên giúp em mã này là mã T25.
Em tặng anh chị yêu nhà mình với giá 49k. T25 49.000 đồng giúp em. Cái mặt của nó siêu đẹp luôn. Và cái dây này của nó em cũng thấy đẹp. Nó phay như này. Khi mà mình đeo vào em thấy là nó sẽ phay phay ở cái trên chốc ấy. Cái mắt như này thì nó vào cổ mình nó sẽ nổi hơn là giơ ở tay các chị ạ. Nên giúp em là T25. Hôm nay có 49.000 đồng thôi. Cái mẫu này rất là đẹp luôn. Cái mặt đá của nó này xinh chưa, và dây này rất là đẹp nhá các chị. Với giá chỉ có 49.000 chút giúp em T25. 49.000 đồng mã T25 giúp em. Các chị ơi, nhiều khi là em không có đọc được comment của mình ấy, của các chị ấy, thì các chị cứ để lại số điện thoại và các chị cho em xin số điện thoại và các chị chốt chuẩn mã giúp em là được lên đơn thành công. Không cần em phải đọc chốt đơn nhá các chị. Tại vì bên em thứ nhất là em cũng like nhiều trang mà không biết tại sao mà mãi vẫn không hết được ấn bình luận các chị ạ. Cho nên là em cũng không đọc được bình luận của các chị. Nên các chị thông cảm, nếu như các chị có hỏi gì em không trả lời thì các chị nhắn lên Zalo dùm em, các bạn sẽ trả lời cho các chị nhá. Nhắn lên Zalo, số điện thoại em có ghi ở trên đây. Thì các chị cứ vào Zalo cái số đó, các chị nhắn tất cả các vấn đề gì các chị cần hỏi các chị nhắn lên Zalo giúp em nhá. Tại vì ở trên live này là em không có trả lời được các chị, thì các chị thông cảm giúp em. Lên giúp em mã này là mã T26. Cái bông này nó là một bông chất liệu titan và nó là kiểu dáng tua dài như này. Em thấy cái kiểu dáng này khi mà mình đeo mà thích tua dài của hàng titan thì các chị chốt cho em bông này. Bông này nó có những cái hình tròn trơn ấy, cho nên nó rất là sáng luôn. Em tặng các chị với giá 49.000 đồng, các chị chốt giúp em là T26 49k. Một đôi bông titan mà kiểu dáng tua dài này rất là đẹp luôn. Các chị đeo lên bao giờ em thấy nó có cái độ lấp lánh luôn, nhìn rất là xinh. Lên giúp em là T26 với giá 49k hôm nay. Và cái này nó là rút dây qua đằng sau như này, cho nên là đằng sau nó cũng rất là mềm. Đằng sau nó có dây và trên này nó có cái kiểu dáng giống như là cái kiểu khóa móc câu ấy, dễ đeo lắm. Nên giúp em là T26 49.000. T26 49.000 đồng. Các chị chốt giúp em mã này là mã T27. T27 này thì em có, nó sẽ là một cái mẫu dây T27 giúp em một mẫu dây khuyên lật kiểu mới, khóa tròn dài được 5 tấc, có khắc hiệu nha các chị. Nên giúp em là T27, dây titan dài được 5 tấc, khóa tròn. Và cái dây này nó là dây khuyên lật kiểu mới. Mặt của nó thì em có mặt đá xanh và mặt đá đỏ. Các chị lấy mặt màu gì báo em, mặt này rất là đẹp luôn, đá của nó này. Em tặng các chị với giá 109.000 đồng, chúc giúp em T27. Các chị lấy mặt màu gì báo giúp em, dây titan dài được 4 tấc rưỡi, khóa tròn luôn rồi. Các chị chúc giúp em là T27 với giá là 109.000 đồng. T27 giúp em, mặt của nó đẹp chưa các chị ơi? Mặt này em có đá đỏ và đá xanh. Các chị lấy mặt màu gì báo em, và dây khuyên lật này là dây titan kiểu mới nhá, có phay hai bên, dài được 4 tấc rưỡi. T27 109.000 đồng. T27 109k mã T27 giùm em. Các chị lên giúp em mã này là mã T28 ạ. T28 này em còn mỗi em còn mỗi 2 bộ thôi, hôm nay em xả luôn nhá. Cái bộ này là em đang bán 250. Hôm nay em còn mỗi 2 bộ, em tặng nốt các chị 229.000 đồng đi. Các chị chốt giúp em là T28 229k. Cái bộ này toàn bộ là titan và nó ghép đá rất là đẹp luôn. Bộ này là hàng đắt tiền các chị thấy không ạ? Trên đây toàn bộ là nó bằng titan và nó ghép đá như này, bên dưới là đá đỏ. Cả lắc tay và dây chuyền hôm nay em sell luôn 229.000 đồng. Các chị chốt giúp em là T28 229k. Chất liệu của nó là titan nhá, titan toàn bộ luôn. Đó, các chị ngắm giúp em này. Lên giúp em là T28 229.000. Lên giúp em mã này là mã T29. T29 này là ngọc trai thật, bằng ngọc trai thật, cái viên này là ngọc trai thật giúp em nhé. Và bên trong nó ghép đá rất là xinh luôn. Nên giúp em là T29 với giá 59k mã T29 giùm em. T29 ạ, 59.000 đồng. Đây các chị ngắm giúp em này, đá của nó này, xinh chưa. T29 là ngọc trai thật giúp em, 59.000 đồng. Các chị lên giúp em mã này là mã T30. T30 giùm em, nó là một đôi kiểu dáng ha. Kiểu dáng này nó là hình con em có hai kiểu này em còn ít cho nên là thôi em cho chung với nhau, nó là kiểu tương đối giống nhau đó các chị. Đây là hình kiểu hình con công này, còn đây là hình chiếc lá này, và nó đều là cái kiểu khóa này đó các chị thấy không ạ. Em tặng anh chị yêu nhà mình T30 với giá 49.000. Cái này em còn ít nên em cho vào với nhau đó. Chị ngắm cho em cái khóa khuy bấm của nó nhá. Hàng này là hàng Suping cho nên nó rất là bền màu. Hôm nay em tặng nốt các chị 49.000. Chúc giúp em là T30 ạ, 49.000 đồng. T30 giúp em.
Đó, các chị ngắm giúp em này, đá của nó đẹp chưa, hàng Suping nhá. T30 49.000. Các chị lên giúp em mã này là mã T31. T31 là một đôi bông hoa cỏ may mắn, khảm xà cừ màu trắng bằng chất liệu titan. Em tặng các chị 39.000 trước giúp em là T31 39.000 đồng. Hoa cỏ may mắn khảm xà cừ bằng chất liệu titan ạ. Titan này rất là bền. Em tặng các chị 39.000 trước giúp em là T31 39.000 đồng giúp em. T31 ạ, 39.000. Tí nữa em sẽ lên combo nhẫn lẻ cho các chị nữa luôn. Tí em gái em sẽ lên cho các chị nhé. Nhẫn rất là nhiều. Các chị lên giúp em là T32. Em tặng các chị 59.000 đồng mã T32 dùm em. T32 ạ, 59.000 mã T32 giúp em nhé. Một mẫu lắc titan, kiểu dáng lắc titan này nó giống hàng hiệu ấy. Các chị nhìn sang cực kỳ luôn. T32 với giá là T32 59.000 đồng, mẫu lắc tay bằng chất liệu titan, nhìn nó sang chảnh chưa? Các chị lên giúp em mã này là mã đồng hồ. Em lên cho các chị một mã đồng hồ này. Các chị lên giúp em mã đồng hồ dây lụa nhá. Đồng hồ dây lụa có lịch dùm em. Em tặng các chị đồng hồ dây lụa này bằng chất liệu của nó là titan, sờ sướng mướt cực kỳ, hàng chống nước tuyệt đối nhá. Hàng có lịch ở ô góc 3 giờ và em có size 40 và size 26. Các chị chúc giúp em là đồng hồ dây lụa có lịch. Em tặng các chị đồng hồ dây lụa có lịch để với giá 299.000 đồng, chúc giúp em là đồng hồ dây lụa có lịch ạ, 299.000. Đồng hồ dây lụa có lịch là em có size lớn và size nhỏ, chị lấy size nào báo em đồng hồ dây lụa có lịch giúp em nhé. 299.000 đồng mà các chị lên giúp em là, em lên cho các chị một mã đồng hồ nữa thôi. Tại vì đồng hồ này thì em có nhiều chị, rất là nhiều chị hỏi nhưng mà em lên đan xen một chút xíu cho các chị. Các chị lên giúp em mã này là đồng hồ kim dạng quang này. Đồng hồ kim dạng quang em tặng các chị với giá 179.000 đồng, tối sẽ phát sáng tất cả các cái ô này. Và nó sẽ là hàng chống nước tuyệt đối luôn. Em có size 4, size 38 và size 24. Lên giúp em là đồng hồ kim dạng quang với giá là, đồng hồ kim dạng quang là 179.000 đồng. Các chị lên giúp em là đồng hồ ngọc trai này, em mới về cho khách sĩ này. Em tặng luôn cho các chị đồng hồ ngọc trai với giá là 220.000 đồng đi. Các chị chúc giúp em đồng hồ ngọc trai siêu đẹp luôn. Hàng đồng hồ ngọc trai này là hàng của hãng PS giúp em. Quá là đẹp luôn cái mẫu ngọc trai. Các chị lên giúp em là đồng hồ ngọc trai 220.000 đồng hôm nay. Các chị lên giúp em mã này là một mã, em lên một mã dây da nữa cho các chị nhà mình này. Các chị lên giúp em là đồng hồ dây da nhá. Đồng hồ dây da đen giúp em. Tặng các chị yêu đồng hồ dây da đen là 189.000 đồng. Đồng hồ dây da đen kim của nó lại là kim xanh, rất là đẹp luôn. Và dây da này lại là hàng chống nước tuyệt đối cho các chị nhà mình. Đó, chị ngắm giúp em nhé. Hàng chống nước tuyệt đối này ở bên ngoài các chị biết là mua bao nhiêu tiền. Hàng của chính hãng Harley giúp em. Có mã code đầy đủ và hàng khắc ký hiệu ở trên dây da là các chị biết là phải là hàng xịn ạ. Nếu không, nếu là hàng dởm nó sẽ sùi sùi hết cái này ra. Đó, hàng này là hàng chống nước nên người ta phải làm cho mình dây da xịn thì mới xuống nước được. Các chị lên giúp em là đồng hồ dây da đen nhá. Em tặng các chị là 189.000 đồng hôm nay đồng hồ dây da đen giúp em. Đồng hồ dây da đen là 189.000. Tua nhanh nhá chị hai mã này nữa luôn này. Các chị lên giúp em là đồng hồ 5015. Đồng hồ 5015 này em có nhiều màu mặt đấy. Em tặng các chị đồng hồ 5015 này với giá luôn là 279.000. Và các chị chúc giúp em là đồng hồ 5004 với giá là 239.000. Các chị biết những hàng đồng hồ này nếu để mà quảng cáo thì nó rất là lâu. Tại vì hàng đồng hồ này nó hàng của hãng Harley, quá nhiều các chị mua bên em rồi. Nên em lên nhanh như thế để đỡ mất thời gian của các chị thôi. Chứ còn hàng đồng hồ này nó là hàng vừa chống nước vừa chống xước. Và cái mẫu đồng hồ này thì em nói thật sự các chị à, em chưa bán một mẫu đồng hồ nào nó tốt như cái đồng hồ Harley này. Vừa chống nước vừa chống xước, khi các chị gõ vào đây nó không bị xước mặt này. Và chống nước cực kỳ tốt luôn. Em bán như này là hầu như là em bán đa số là khách quen là nhiều. Tại vì các chị cứ dùng rồi là các chị quay lại mua cái hàng đó rất là nhiều luôn. Các chị lên giúp em mã này là mã dây khuyên lật này các chị. Dây khuyên lật này các chị chúc giúp em là dây khuyên lật VIP. Em tặng các chị dây khuyên lật VIP này là dây bằng titan. Với giá dây khuyên lật VIP này là 799.000 đồng mã dây khuyên lật VIP. Đây các chị ngắm giúp em nhé. Hàng này là hàng đúc đặc nguyên khối của titan và rất là nhiều chị mong chờ cái dây này về. Và cái dây này nếu như ở bên ngoài người ta bán giá mấy trăm nghìn thì nó chỉ là hàng bình thường thôi, hàng hợp kim thôi ạ. Nhưng mà bên em nó là hàng titan và cái mẫu này em nhập rất là mắc tiền luôn và em bán cho các chị sell xuống 50.000 một cái dây này rồi đó các chị. Lên giúp em là dây khuyên lật VIP, cái khóa của nó này các chị xịn chưa? Cái này thì kể cả nam, các anh nam đeo cũng rất là đẹp luôn nhá các chị. Và nó bằng chất liệu titan này, các chị biết titan mà này là hàng đặc cơ, hàng đúc đặc nguyên khối cơ các chị nhá. Nên các chị ngắm giúp em này,
bên trong này nó phẳng lì như này cơ mà. Tất cả bên ngoài nó ghép đá cho mình từ trên xuống dưới luôn nha các chị. Hàng titan này các chị yên tâm là đeo bền gấp mấy lần hàng, các chị mua hàng hợp kim mấy trăm nghìn nhá các chị. Lên giúp em là dây khuyên lật VIP chất liệu titan. Em tặng các chị dây khuyên lật VIP này với giá 799.000 đồng dây khuyên lật VIP. Và các chị lên giúp em mã này là mã lắc tay khuyên lật VIP. Lắc tay khuyên lật VIP giúp em. Em tặng các chị lắc tay khuyên lật VIP này với giá là lắc tay khuyên lật VIP này với giá 349.000 đồng. Lắc tay khuyên lật VIP giúp em. Cái khóa của nó đã nhìn là thấy là xịn rồi nhá các chị, cái khóa của nó đây này. Và cái nail lắc tay này thì các chị báo ly tay giúp em nhá, mười mấy sen các chị báo giúp em. Tại vì em có cả ngắn cả dài hơn chút, ngắn hơn chút. Đó, đây là các chị nếu lấy ly bao nhiêu các chị báo giùm em với ạ. Các chị lên giúp em là mặt hồ ly titan này. Mặt hồ ly thì đa số là hàng bình thường, nhưng mà bên em có hàng titan đó các chị. Các chị lên giúp em là mặt hồ ly titan. Em tặng các chị mặt hồ ly titan này với giá là 99.000 đồng luôn. Các chị chúc giúp em là mặt hồ ly titan 99k. Các chị lên giúp em mã này là mã T33 giúp em. T33 là một sợi dây truyền bằng titan, và cái kiểu dây nó là kiểu dây kết móc xích ấy các chị. Dây kết móc xích này nó lại là thay, cho nên em thấy rất là đẹp luôn, dây dài được 5 tấc. Em tặng các chị dây này là với giá là T33 59.000 đồng. T33 giúp em một mẫu dây này em thấy khi đeo lên cổ nhìn sang cực kỳ luôn. Dây này nới hết là 4 tấc rưỡi thôi các chị ạ. Nới hết là 4 tấc rưỡi thôi, hơn 4 tấc rưỡi chút. Đó, đây các chị ngắm giúp em này. Đẹp chưa, cái mẫu dây này nhìn thì đơn giản thế thôi, nhưng mà khi đeo lên thì cực kỳ là sang chảnh. Tại vì nó là dây xích kiểu dạng xích và nó có phay. Các chị lên giúp em là T33 59.000 đồng T33. Hôm nay rất là nhiều mẫu nên em sẽ lên nhanh cho các chị một chút xíu nhá. Nếu các chị chưa xem kỹ các chị có thể xem lại, tí nữa các chị xem lại giúp em. Các chị lên giúp em mã này là mã T34 là một đôi bông mà khi mà các chị đi tiệc đi chơi, các chị mặc váy trắng ấy, mà các chị chụp ảnh cho em thì cái bông này thì không thể chê được luôn các chị ạ. Mẫu này là một mẫu em thấy là khi mà chụp ảnh thì nó đảm bảo các chị là mê. Em tặng các chị với giá là 39.000 đồng. Các chị ơi, 39.000 đồng xứng đáng để mình chụp ảnh để làm kỷ niệm lâu dài các chị ơi, mà có 39.000 đồng thôi. Các chị lên giúp em là T34 với giá 39.000 đồng. Kiểu dáng bông này nó khi mà lên ảnh thì nó sẽ rất là ăn ảnh luôn. Các chị lên giúp em là T34 với giá 39.000 đồng. 39.000 đồng giúp em T34. Các chị lên giúp em mã này là mã T35. T35 là một mẫu dây kiểu dáng thiết kế hình trái tim siêu đẹp mà nó lại bằng titan, và em có cả lắc cả dây. Khi cái mẫu này các chị đeo rất là bền màu. Các chị ạ, đây nó bằng titan, toàn bộ là titan, cả lắc cả dây bằng titan, và kiểu dáng nó thiết kế phay rất là đẹp luôn, bóng đẹp lắm. Và kiểu dáng hình trái tim này người ta sẽ là trái tim thiết kế hai kiểu, hai bên hai kiểu giúp em. Em tặng các chị với giá chỉ có 139.000 đồng hôm nay. Lên giúp em là T35 139.000 đồng. Đây các chị ngắm giúp em nhìn nó đẹp chưa? Khi đeo lên nhìn nó sáng lấp lánh luôn và lại còn bền màu nữa, tại vì nó là titan đánh phay bóng rất kỹ như này. Các chị lên giúp em là T35 ạ. Đẹp chưa các chị ơi? Với giá chỉ có 139.000 đồng hôm nay một bộ luôn, cả dây cả lắc. T35 139.000 đồng mã T35 dùm em. Lên giúp em mã này là mã T36 dùm em này. T36 cái dạng này nó giống như là dạng charm ấy các chị. Nó giống như là dạng mình đeo giống như là dạng charm luôn, và nó bằng titan toàn bộ. Đó các chị ngắm giúp em nhá. Toàn bộ những cái quả này nó đều bằng chất liệu titan hết. Em tặng các chị với giá là 99.000 đồng trước giúp em T36 ạ. 99k giúp em. Kiểu dáng này giống như mình đeo lắc charm ấy mà nó lại là bằng titan nữa, cho nên là giá của nó thì cực kỳ cao nếu như lắc charm bên ngoài. Nhưng em bán các chị 99.000 đồng. Đó các chị ngắm giúp em nhá, kiểu dạng charm rất là đẹp như này. Lên giúp em là T36 với giá 99k mã T36 dạng charm. T36 bằng chất liệu titan toàn bộ giúp em. T36 với giá T36 là 99.000. Các chị lên giúp em mã này là mã T37. T37 này em có là một sợi dây vàng hồng các chị ơi. Nếu các chị mà yêu thích tông màu vàng hồng mà dây titan thì nó bền màu lắm các chị ạ. Dây titan vàng hồng rất là bền màu. Lên giúp em là T37 với giá 39.000 đồng. T37 có 39.000 đồng thôi. Cái kiểu hình cổ lạc này cũng đẹp cơ này. Nó có ngọc trai ở bên trong. Màu vàng hồng, nếu như các chị thích tông màu vàng hồng thì chốt cho em cái dây này. Tại vì màu vàng hồng bên em là hơi bị hiếm luôn đấy các chị ạ. Lên giúp em là T37 với giá có 39.000 đồng. Cả dây cả mặt 39k màu vàng hồng giúp em nhé.
T37 39.000 đồng, dây dài 4 tấc rưỡi là nới hết, có khắc ký hiệu 18K. Lên giúp em mã này là mã T38. T38 này em có là một mẫu dây kiểu dáng dây Gucci ấy các chị. Là dây Dior, kiểu dáng dây Dior giúp em. Đây, các chị ngắm giúp em này. Quá là đẹp luôn mà, bằng titan, nhìn màu của nó mê chưa các chị ơi. Màu của nó sáng bóng kít luôn các chị ạ. Khi các chị nhận hàng các chị biết ngay là hàng titan thì màu nó mới được như này. Màu của titan thì nó mới sáng bóng như này các chị ạ. Titan nó sáng, màu của nó sáng bóng lắm. Và cái mẫu này em thấy rất là sáng màu luôn. Cái này các chị đeo cả bộ cho em rất là đẹp luôn. Cả lắc tay và dây chuyển, dây nó dài hết là 4 tấc rưỡi, không nới sẽ là 4 tấc. Lắc tay nó cũng có tăng đơn nhá. Các chị chốt giúp em là T38 với giá có 119.000 đồng các chị ơi. 119K mà cả dây cả lắc kiểu dáng hiệu này rất là sang luôn. Đó, chị ngắm giúp em này. Mà màu của nó lại sáng bóng nữa cơ. Lên giúp em là T38 119.000 đồng mã T38 giúp em. T38 ạ, 119K mã T38 giúp em nhá. Các chị lên giúp em mã này là mã T39 giúp em. T39 này, nó là một đôi bông xinh cho các chị ơi. Một đôi bông này là một đôi bông hàng thiết kế. Hôm nay em sale sửa giá cái mã này đi. Tặng luôn cho các chị với giá là 49.000 đồng. Mẫu này là hàng đắt tiền tại vì nó làm quá là nhiều mẫu đá ở trên đây. Nhưng mà hôm nay em sale các chị còn 49.000 đồng. Sửa giá chị thành T39 49.000. Lên giúp em là T39 49.000 đồng nhá. Mẫu này là mẫu em nhập nó cao tiền một chút, nhưng mà hôm nay em sửa giá cho các chị còn 49K thôi. Các chị đeo đi tiệc đi chơi á, cái mẫu bông này nó lấp lánh luôn. Lên giúp em là T39 ạ, với giá hôm nay 49.000 đồng giá sale. T39 49K giúp em mã T39. Lên giúp em mã này là mã T40. T40 giúp em. T40 này em có làm kiểu dáng có chữ G ấy các chị, và nó bằng titan toàn bộ nhá, lắc tay ạ. Lắc tay kiểu dáng này, lắc tay hai tầng, có chữ G này, chữ G thương hiệu giúp em. Lên giúp em mã này là mã T40. Với giá T40 là 69.000 đồng giùm em. T40 69K mã T40 giúp em ạ. T40 69.000 đồng mã T40. T40 này em có, nó sẽ là lắc tay chữ G thương hiệu và nó hai tầng luôn, bằng chất liệu titan. T40 ạ, 69K, nhìn sang chảnh chưa. T40 69.000 đồng giúp em mã T40. Các chị lên giúp em mã này là mã T41 giùm em. T41 là một kiểu bông, kiểu dáng khóa của nó sẽ là khóa bấm như này, và kiểu dáng đá của nó là đá nhiều màu, và bên dưới nó có cái kiểu khuy khuy như này, em thấy nó rất là sang. Khi các chị đeo lên em tặng các chị với giá là 49K, chúc giúp em T41 ạ. 49.000 đồng giúp em mã T41 giùm em nhé. T41 ạ, 49K. T41 giúp em. 49.000 đồng mã T41 giúp em nhé. Lên giúp em mã này là mã cài tóc màu trà đi các chị. Cái mẫu này của em nó là một cái chiếc cài tóc rất là đẹp luôn, kết hợp cả đá pha lê này và những cái viên ngọc trai ở bên dưới này, và tông màu của nó sẽ là tông màu vàng hồng rất là sang nha. Cái này mình búi tóc sau đó mình cài xuống ấy, cực kỳ nổi luôn. Cho dây mã này là mã cài tóc trà, em sale các chị yêu với giá là 39K một chiếc thôi. Cài tóc trà 39K cho em xinh cho các chị. Đá pha lê của nó này lấp lánh luôn, màu trà nhưng mà như kiểu là những cái lấp lánh của nó ánh lên nhiều màu sắc khác ấy, nhìn cực kỳ xinh luôn. Cài tóc trà với giá là 39K, cài tóc trà cho em nhé. Cài tóc trà 39K, lên đến T42 à. Lên xem mã này là mã T42 này. Em có một cái đôi bông tai ngọc trai này, thiết kế của nó sẽ là đeo sát tai và có viền đá pha lê xung quanh nha. T42 của em xem các chị yêu 29K một đôi. T42 ạ. T42 29K một đôi cho em. Lên xem mã này là mã N28 này, em lên nhẫn nha. Em có một cái nhẫn này, nó sẽ là một chiếc nhẫn tâm màu bạch kim và đá pha lê của nó sẽ là đá pha lê cao màu trà, bản đá vuông ạ. Cho em mã này mã N28 ạ, 39K một chiếc thôi. N28 cho em. Nhẫn này nó sẽ là nhẫn màu bạch kim và thiết kế của nó trông nó rất là độc lạ luôn. Chiếc nhẫn có khắc ký hiệu S925 ở bên dưới nhá. Cho em mã này là mã N28 ạ, 29K hôm nay. Hôm nay em sale 29 thôi, các chị chốt lại giá cho em nha, 29K một chiếc. Nhẫn này em còn ít thôi, sale luôn 29K. N28 ạ, 29K một chiếc. Lên xem mã này là mã N29 này.
Cái nhẫn này nó sẽ là một chiếc nhẫn titan, không bao giờ bị đen. Và cái nhẫn này thì nó sẽ là tông màu đá, và nó sẽ là đá pha lê màu tím đậm. Và thiết kế này nó sẽ là rất là độc lạ đáo luôn nha. Bản này nó sẽ là bản vuông. Cho dây mã này là mã N29 với giá là 59k. N29 này em sale luôn các chị với giá là 39k đi. Tại vì em còn mỗi một mấy cái màu bạch kim thôi, hết màu vàng rồi. Cho dây mã này mã N29 nha, 39k một chiếc này, xinh nha các chị ơi. Và titan này các chị đeo thoải mái, dù là mình đeo vào nước hay là vào chất tẩy rửa nó cũng không bị đen ạ. N29 với giá là 39k, N29 cho em. Em có cái cặp này, các chị chốt ra mã này là mã cặp mái nhá. Cái này của em thì ở bên dưới của nó sẽ là kim loại, nhưng bên trên của nó sẽ gắn đá pha lê này. Cái này nó sẽ là kết hợp cả đá pha lê màu đen và đá pha lê màu xanh. Cái này thì mình có thể, ví dụ mình có thể cặp mái này hay là mình cặp đằng sau cũng được. Cái này đằng sau nó sẽ là kim loại nhá. Cái này em sale chị với giá là 8k. Chốt ra mã này là mã cặp mái đá đi, hay là các chị chốt cho em mã cặp đá cũng được. Cặp đá 8k cho em. Cặp đá này em sale chị 8k nha. Bạn này là bản lớn ấy. Các chị so này, cái này nó sẽ là bản lớn 8 phân nha. Bằng chiều dài của nó bằng với lại cái cài tóc này luôn. Nó là loại lớn chứ không phải là loại nhỏ xíu như là bên ngoài bình thường người ta bán đâu nha. Đây em sale 8k thôi. Cặp mái 8k cho em. Lên cho em còn hai thỏi son này. Cái này là thật sự em bị bom về. Nên cái đầu son của nó ấy, nó còn cả hộp luôn. Nhưng cái đầu son này nó hơi có bị, nó bị gãy đầu. Cái son này nó là son xịn ấy. Trước chị nào xem like để biết cái son này nó sẽ là son của Ý nhá. Hàng chính hãng luôn, hàng chính hãng của Ý này, Make in Italy này. Hàng chính hãng này, son này người ta đang bán là rẻ, cũng phải là 400 mấy với 500 mấy cơ. Nhưng mà em bị gãy đầu rồi, em sale luôn. Trước em bán là 79.000 đúng không ạ? Nhưng mà gãy đầu rồi em sale chị yêu nào, chị nào mà lấy về xài ấy, thì nó chất son nó vẫn y nguyên, tại vì vận chuyển nó bị bom về ấy, nên nó bị gãy đầu thôi. Em sale chị yêu với giá là, chị nào mà lấy thì em coi như là em sale lỗ đi. 39k nha. Cái này có hai thỏi thôi, không có nhiều, tại vì cái này là nó bị gãy đầu, em báo trước là nó bị gãy đầu nha, cả hai thỏi đều gãy đầu. Gãy có một chút xíu như thế này này. Đó, nhưng mà em sale có 439k thôi. Cái mẫu này nó sẽ là màu đỏ hồng nha, màu đỏ rất là tôm da luôn các chị nhìn này. Đánh lên phát cảm giác da của mình nó sáng bừng lên luôn ấy. Cho dây mã này là mã son bom. Son bom này hàng xịn luôn, cầm rất là nặng tay nha, và có cả hộp. Và bao nhiêu nhỉ? 39k nha. Son bom 39k cho em. Chốt dây mã này là mã cặp. Cái này các chị chốt dây mã này là mã cặp đen đi các chị. Cái này thì mình sẽ cặp nửa đầu nha. Chốt dây mã này là mã cặp đen ạ. Cặp đen này thì em sale các chị với giá là 15k. Cặp đen, cặp tóc đen ấy, cái này thì nó sẽ là bằng kim loại, không phải là bằng nhựa. Bình thường các chị mua những cái loại như này ở bên ngoài người ta là bằng nhựa thì nó sẽ lỏng lẻo hơn. Nhưng mà cái này nó sẽ là bằng kim loại thì nó chắc chắn hơn rất là nhiều nhá. Cặp đen 15k cho em. Cặp tóc đen 15k, cặp cặp càng cua ấy ạ. Cặp càng cua 15k cho em. Lên ra mã này là mã đồng hồ ngũ sắc này. Đồng hồ ngũ sắc này em sale các chị với giá là, sale luôn các chị với giá là 229k. Đồng hồ BS nha, chính hãng của BS, đồng hồ ngũ sắc cho em. 229k một chiếc ạ. Cái này nó kiểu dáng vòng tay ấy, nhìn đeo lên cực kỳ đẹp luôn. Và cái mẫu này thì nó sẽ là có thể cắt mắt. Có thể cắt mắt, đang sạc mà. Có thể cắt mắt nha các chị. Đồng hồ ngũ sắc là 229k một chiếc ạ. Lên cho mã này là mã T43 này. Cái này thì nó sẽ là một đôi bông tai, nhưng mà em sẽ có hai tông màu luôn. T43 này của em sẽ có hai tông màu. Bản này của em nó sẽ là một đôi bông thiết kế nhá, rất là nhiều đá pha lê và thật sự là đeo lên nó xinh cực kỳ luôn đấy các chị. Mẫu này chị em hôm trước đi đám cưới ấy, chị em đeo lên thật sự là khác hoàn toàn luôn, cũng như kiểu là khuôn mặt của mình nó bừng sáng lên luôn ấy. Cái mẫu này nó đính toàn bộ đá pha lê bên trên nhá, và có màu đá pha lê trắng này và đá pha lê xanh. Cho dây mã này mã T43, hàng này em đang bán 69, em sale các chị luôn với giá là 59k. T43 59k, T43 cho em nha. Lên cho mã này là mã N30 này. Đây, nhẫn màu bạch kim tiếp này các chị, và mẫu này thì nó sẽ là titan, một hàng đá. Cho dây mã này là mã N30, 29k N30 cho em. N30 29k một chiếc. Nhẫn này em có đủ size, từ size số 6 cho đến size số 9 luôn ạ. N30 có 29k thôi và đeo nó không bao giờ bị đen, không bao giờ bay màu, và cái này nó màu sắc của nó sáng y chang hàng vàng trắng luôn. Cho dây mã này mã N30 29k N30 cho em. À, hôm nay em có cái mẫu dây
Dây này nó sẽ là dây titan nhá chị, dây titan kiểu dáng dây này nó sẽ là dây hoa tuyết này, cái dây mẫu dây này nó sẽ là một mẫu dây rất là hot luôn. Và cái này nó sẽ có sẵn khóa tròn dài được 5 tấc này các chị ơi. Bản dây này nó sẽ là dây xịn luôn nha. Mặt của nó này, các chị ngắm mặt của nó sẽ là một mặt hình như kiểu là hình đá pha lê của nó, thiết kế có con công ở bên trên ấy, các chị thấy không? Đuôi như kiểu là đuôi con công này, nó là những cái viên đá nó pha lê tua ra bên ngoài này. Cực kỳ VIP luôn nha. Dây này em sale các chị 99k. Các chị lấy màu gì thì vào em này, màu bạch kim hay là màu vàng, dây đều là dây titan nha. Và mặt thì nó sẽ là hàng xịn luôn ạ, hàng mẫu mới, đảm bảo là các chị đeo cực kỳ độc đáo khi mình đeo cái mẫu này luôn. Mẫu mặt mới tinh đấy ạ. Mẫu mặt này nó vừa mới và nó vừa đẹp nữa. Đá của nó rất là sáng này, có một viên đá cao lớn ở bên trên nha. Chốt cho em mã này là mã dây công là được. À, dây mặt công đi các chị. Các chị chốt là dây mặt công với giá là 99k cả mặt nhá. Dây mặt công dây titan 5 tấc ạ, 99k dây mặt công cho em. Lên cho mã này là mã lắc đá đỏ này hay là lắc đá xanh này. Cái mẫu này em sẽ có cả màu đá xanh nữa đâu rồi. Cái mẫu này các chị chốt cho em là mẫu lắc đá đỏ đi các chị. Lắc đá đỏ em có màu xanh cũng y chang như thế này, nhưng mà cái viên pha lê chính giữa thì nó sẽ là màu xanh. Và thiết kế này nó như kiểu mắt đồng hồ ấy, lên tay cực kỳ xinh luôn, có thể cắt mắt được nhá. Cho em mã này mã lắc đá đỏ. Lắc đá đỏ là được. Mẫu này em sale chị với giá là 69k. Hàng này nó sẽ là một cái hàng rất là đẹp. Cái dây của nó này sáng chưa. Và cái này thì mắt của nó sẽ cắt mắt, nên mình ni tay của chị từ ni 56 trở xuống là đeo vừa hết, từ ni 58 trở xuống là đều có thể đeo được nhá. Cho dây mã này mã lắc đá đỏ với giá em tặng các chị yêu mình là 69k một chiếc, xinh như các chị ơi. Và có cả màu xanh lá cây nữa, nhưng mà chẳng biết là em làm rơi ở chỗ nào rồi ấy. Lắc đá đỏ là 69k này. Sau dây mã này là mã lắc ngọc xanh này. Cái mẫu này thì em sale chị yêu vừa giá là 79k. Lắc ngọc xanh này, bản viên ngọc xanh sẽ lớn hơn. Và thiết kế này sẽ, cái mắt đồng hồ này nó sẽ là cái tông màu mà nó đậm hơn một chút nhá. Cái màu vàng của nó ấy, các chị thấy này. Đây này em sao đó chị coi này. Đó, màu vàng của nó sẽ là đậm hơn theo kiểu hơi hồng hồng hơn ấy. Nhìn màu sắc của nhiều chị thích cái màu này hơn. Em bán thì em thấy là nhiều chị thích cái màu đậm đậm này hơn. Cho dây mã này là mã lắc ngọc xanh ạ. Em sao chị với giá là 79k lắc ngọc xanh nhá. Lắc ngọc xanh là 79k một chiếc cho em. Lên cho mã này là mã T44 này. Em có một cái lắc chân titan này. Lắc chân titan này của em nó sẽ là kiểu dáng chiếc lá và có ngọc trai ở chính giữa này. Cho dây mã này mã T44 ạ, với giá là 39k. T44 39k một chiếc lắc chân titan siêu đẹp luôn. Và đeo cái mẫu lắc chân này nó có 39k nhưng mà nó rất là bền màu nhá. T44 ạ, 39k T44 cho em. T44 39k một chiếc lắc chân titan thôi ạ. Lên cho mã này mã T45 này. Em có một cái đôi bông tai này, nó sẽ là bông tai của thương hiệu và hàng titan luôn. Cho dây mã này là mã T45 nha. Em sale chị yêu mình với giá là 69k. T45 là 69k một đôi T45 cho em. Hàng này nó sẽ là hàng VIP và titan. Đeo nó sẽ rất là bền màu và không lo bị dị ứng hay là nó không bị đen nha. T45 69k T45 cho em. T45 là 69k. Cho dây mã này mã T46 này, bông tai titan ạ. Bông tai titan này của em nó sẽ là một đôi bông có kết hợp với ngọc trai và sợi dây tua dài bong lon như thế này nhá, xinh như các chị ơi. Ba viên ngọc trai ở bên dưới nó sẽ nhỏ nhỏ xinh xinh, đeo cái này nó vừa mềm mại này, và hàng titan thì mình đeo rất là an toàn cho da. Cho dây mã này mã T46 á. T46 này em sẽ chị yêu với giá là 49k. T46 49k. Cho dây mã này là mã lắc pha lê vàng nha các chị. Lắc pha lê vàng này, cái dây này thì nó sẽ là dây co giãn, nhưng mà nếu mà chị nào tay nhỏ như em thì vẫn hơi rộng. Các chị về cái này thì thật sự là về thì cũng chẳng xỏ được, tại vì cái này nó là dây họ xỏ thiết kế ấy. Những cái mắt này của nó này, những cái dây này họ xỏ sẽ đan xen vào với cái lại pha lê luôn, nên mình không thể tự xỏ được, chỉ các chị ni tay từ 50 trở lên nha. Cho dây mã này là mã lắc pha lê vàng ạ. Lắc pha lê vàng với giá là 79k một chiếc lắc pha lê vàng. Nó sẽ có một cái hình quả charm, một cái hình quả và một cái hình bông hoa tuyết ở bên dưới này. Đá pha lê này nó sẽ là đá pha lê xịn nha, mix lẫn lộn cả màu trắng này và viên nhỏ viên lớn đan xen với nhau cực kỳ xinh luôn. Lắc pha lê vàng 79k em sẽ tặng kèm hộp nhá. Lắc pha lê này em sẽ có một cái hộp nữa. Cái hộp đấy nếu mà các chị mua bình thường cũng phải 10k rồi, nhưng mà em sẽ tặng kèm luôn là 79k là tặng kèm hộp ạ. Cho dây mã lắc pha lê vàng 79k lắc pha lê vàng cho em. Nên cho mã này là mã
bộ xi măng, em có bộ xi măng titan này các chị. Nhưng mà cái này em chỉ còn size tay lớn thôi. Bộ xi măng titan nhá. Cho giúp em mã này là mã bộ xi măng titan ạ. Cái này size tay này nó phải là size tay của các chị ni tay 60. 60 thì với đeo vừa ấy các chị ơi. Mẫu này của em nó sẽ là size tay 60 nhá. Bản này nó sẽ là bản nhỏ nhưng mà size tay thì là size tay lớn. Chị nào mà ni tay 60 thì chốt cho em mã này. Bộ xi măng này đeo cực kỳ bền luôn. Tại vì nó không có khóa này. Và mình đeo vào tay là mình cứ để như thế, mình tắm giặt thoải mái luôn cho em. Chốt cho em mã này là mã bộ xi măng titan. Các chị lấy màu vàng hồng thì báo em vàng hồng này. Và màu vàng tây thì báo em vàng tây. Bộ xi măng titan này em đang sale có mỗi 100. Sale luôn nhá chị yêu hôm nay với giá là 169k bộ xi măng titan nhá. Bộ xi măng titan màu vàng hồng em sale luôn 139k đi. Tại vì còn duy nhất một bộ màu vàng hồng thôi, còn lại là màu vàng tây. Màu vàng tây là 169 này, màu vàng hồng là 139 luôn. Chốt dây mã này mã bộ xi măng titan tròn với giá là, à thôi các chị chốt là bộ xi măng titan cũng được, 139k nhá. Là màu vàng hồng, còn 169 là màu vàng tây. Màu vàng tây thì nó đẹp hơn rất là nhiều, nhưng mà màu vàng hồng thì sẽ bền màu hơn nhá. Bộ xi măng titan là 169. Màu đây, em có cái mẫu này nó sẽ là một cái mẫu lắc tay. Các chị chốt rồi mã này là mã lắc tay. Nó sẽ có một cái hình charm chữ Lucky may mắn này. Và ở bên trên này nó sẽ là hình như là đầu con rỗ hổ ấy. Rất là đáng yêu luôn. Cho dây mã này là mã lắc tay đá đỏ nha. Cái này nó sẽ là dây co giãn. Và cái này nếu mà các chị tay vừa thì nó đeo, nó ôm sát vào vòng, cái form vòng của nó rất là đẹp luôn nha. Cho dây mã này là mã lắc tay đá đỏ đi ạ. Em sale chị yêu với giá là, cái này tay em bé quá nên đeo nó bị rộng. Các chị lên đơn cho mã lắc tay đá đỏ này, em sale chị với giá là 39k một chiếc thôi. Nó sẽ mix đá thạch anh màu đỏ này với những cái loại viên đá màu trắng như thế này nhá. Chốt cho mã này mã lắc tay đá đỏ với giá là 39k lắc tay đá đỏ. Lắc tay đá đỏ là 39k một chiếc này, rất là xinh luôn đấy các chị. Lắc tay đá đỏ có 39k thôi. Lên cho mã này mã dây phụ kiện bướm vàng đi ạ. À, dây phụ kiện bướm màu trà. Các chị chốt dây mã này là mã dây phụ kiện bướm trà cũng được. Đây là một mẫu dây phụ kiện mà toàn bộ nó mix bằng đá pha lê luôn nha các chị. Và ở bên dưới này là một con pha lê, là một viên đá pha lê lớn nó kết thành hình con bướm này. Chốt dây mã này là mã dây phụ kiện bướm màu trà. Với giá em sale chị yêu là 79k dây phụ kiện bướm màu trà. Toàn bộ là đá pha lê nhá. Bên trên vòng cổ của mình cũng là đá pha lê luôn này. Và đeo dây phụ kiện này nó sẽ bong long xuống trước ngực của mình ấy, rất là đẹp. Và các chị chốt dây mã này là mã dây phụ kiện tím đây các chị. Đây là màu đá tím đậm nhá, nhìn nó rất là lung linh như thế này. Em sale các chị 69k. Dây phụ kiện tím thì là 69k và dây phụ kiện bướm trà thì là 79 nhá. Dây phụ kiện tím là 69 rồi em. Lên cho mã này là mã T47 này. Em có một cái bộ thiết kế này, hàng cao cấp luôn này các chị ơi. Bộ thiết kế này của em nó sẽ là một cái bộ dây của nó sẽ là dây khuyên dây móc xích như thế này nha. Và cái này về mình phải cắt mắt tại vì nó sẽ rất là dài đấy ạ. Cái mẫu này của em thì nó sẽ làm dài để ni tay của chị bao nhiêu thì về các chị cắt mắt đến đấy. Đây này em đeo thì nó rộng tít như thế này luôn. Nên mình ví dụ mình không cắt được thì mình có thể chuyển khoản cho bên em thì bên em hỗ trợ cắt mắt nha. Không thì các chị có thể thiết kế làm sao cho nó gài nhưng mà cũng không gài được, về mình phải cắt mắt rồi. Trong cái mã này là mã nó có một bộ luôn ấy. Chờ em một chút, cái lắc tay của nó đây nha. Lắc tay của nó sẽ đây ạ. Và nó có một cái đôi bông tai nữa này. Đây là đôi bông tai thì nó sẽ là bông tai đeo sát tai rồi. Bông tai là bông tai đeo sát tai như thế này. Đây một đôi bông đá pha lê màu đỏ kết hợp với một sợi dây chuyền này, nó sẽ là dây chuyền titan. Dây chuyền titan này của em nó sẽ dài được gần 5 tấc ạ. Dây chuyền này tính ra thì nó được gần 5 tấc nha. Rất là sang luôn. Cái bộ này đeo lên cực kỳ sang luôn. Và cái thật sự là cái mẫu này em chỉ còn duy nhất màu đá đỏ thôi. Những màu khác thì thật sự là em thấy màu đỏ này nó sang, nó nổi bật ấy. Nên em mới lấy thử màu đỏ cho các chị thôi. Còn đúng ra là nó sẽ có màu đá trắng. Nhưng mà màu đá trắng thì nó bình thường quá rồi đúng không ạ? Màu đá đỏ như thế này thì nó vừa sang này, nó vừa nổi bật nữa. Cho ra mã này là mã T47 ạ. T47 này của em nó sẽ là cả bộ luôn nha. Đây là lắc tay ạ. Về lắc tay mình cắt mắt, tự cắt mắt giúp em. Hoặc là mình có thể chuyển khoản để bên em cắt mắt cho nha. T47 này em sale các chị yêu với giá là một set gồm 3 món luôn ấy các chị. Em sale với các chị với giá là
219k nha, T47 219k. Bộ này thật sự toàn bộ là titan luôn nha các chị. Dây này nó sẽ là dây khuyên lật lớn này, toàn bộ titan. Nguyên cái mặt titan này bình thường các chị mua đã rất là cao tiền rồi, rẻ bên em cũng phải bán là 69k nguyên mặt không rồi. Và đây là một chiếc lắc tay này, một sợi dây chuyền em sale luôn các chị 199k hôm nay đi nha. Tại vì thật sự là cái bộ này đúng ra là hàng cao cấp ấy, nhưng mà em còn mỗi mấy bộ thôi, em không có số lượng nhiều. Cái này khách sỉ người ta cũng lấy mấy bộ rồi, bây giờ em còn mấy bộ thôi. Hàng này nó đắt tiền ấy, em không dám nhập nhiều mà khách sỉ lấy một nửa rồi. Em chỉ sale các chị với giá 199k cho nốt, cho hết hàng thôi. Cho dây mã này là mã T47 ạ, với giá là 199k một set 3 món. Bình thường các chị mua tính ra một set 3 món là 199 thì nó cũng không phải là đắt đúng không ạ? Mà nó sẽ đeo được rất là bền luôn. Lên cho em mã này là mã T48 này. Cái này nó sẽ là một sợi dây chuyền titan, dây titan cả dây cả mặt nha. Dây titan này nó sẽ có một bên của nó sẽ là đá màu đen và một bên là đá trắng ạ. Hoa có 4 lá, em sale chị yêu với giá là 49k T48 ạ. T48 là 49k T48 cho em nhé. T48 là 49k. Cho dây mã này là mã N31 này. Nhẫn titan thiết kế này các chị ơi, nhẫn titan này thì nó sẽ là viên đá pha lê của nó sẽ là hình trái tim và đá pha lê nhỏ, nhưng mà các chị nhìn sâu vào bên trong game cực kỳ nhiều chi tiết luôn, nó rất là xịn. Phay của nó rất là ánh và thiết kế này nó sẽ là những cái viên bi titan ở bên ngoài nhá. Cho dây mã này là mã N31 cho em ạ. N31 này nhẫn titan này em sale chị với giá là 69k. Nhỏ nhưng mà thật sự là nó hàng thiết kế nó xịn lắm luôn ấy các chị. Đảm bảo các chị đặt nhỏ nhưng mà không, nó sẽ không bị mất form. Form nhẫn của nó sẽ là form nhẫn tròn như thế này. Dù các chị làm rơi hay là mình như thế nào nó vẫn không bị mất form nhá. Hàng titan nhỏ nhưng mà cực kỳ cứng luôn ạ. Cho dây mã này là mã N31 ạ. Em có từ size số 6 ạ. Em có từ size số 6 cho đến size số 8 luôn. N31 với giá là 69k một chiếc N31 cho em nha. N31 là 69k N31 ạ. Lên trang mã này mã N32 này. Nhân titan này của em thì nó sẽ là một chiếc lá, và ở bên trên chiếc lá sẽ được sơn màu xanh trông rất là chân thực như này. Em sale chị với giá là 29k thôi. Tại vì nhẫn này nó sẽ là nhẫn họ khuyết, họ sẽ ép mỏng hơn. Và thật sự em nói thẳng luôn, hàng titan nhưng mà tiền nào thì vải đấy đây này các chị ơi. Mặc dù hàng titan có 29k thôi thì chẳng may nó bị một chút xíu như thế này thì các chị thông cảm với em nhá. Hàng này nó sẽ không làm tinh xảo như những cái hàng 69k em bán được. Đây này, ví dụ như chẳng may ở bên trong của nó sẽ bị họ mạ màu không đều ấy. Ở đây này các chị thấy không, nó hơi bị một cái vết nhỏ xíu thôi ở bên trong thôi nha. Còn bên ngoài thì nó vẫn đẹp y nguyên như thế này. Ở bên ngoài thì nó vẫn đẹp y nguyên như thế này. Nhưng mà bên trong chẳng may nó bị một chút xíu thì các chị thông cảm với em nha. 29k thì nó không thể nào mà nó đẹp được từng chi tiết như hàng 69k này được. Đây cũng là một chiếc nhẫn bản nhỏ nha. Nhưng mà bên trong của nó này, hàng xịn luôn nha. Không có một chỗ nào nó bị như thế hết đấy. Cho dây mã này là mã N32 ạ. 29k một chiếc N32. Cũng là nhẫn titan. Cái form nhẫn titan này các chị rất là cứng luôn. Đây này các chị, mặc dù nhẫn này nó sẽ làm hở cho mình, nhưng mà bóp vào thì nó sẽ không bóp vào được nha các chị. Nên chỉ size tay của size tay các chị size 7 và size 8 thôi. Size 7 và size 8 mới đeo vừa. N32, 29k N32 cho em. Nhẫn này em chỉ còn duy nhất một size này. Sale các chị với giá là 49k. N33 có mỗi size 7 thôi. Hôm nay sale chị 49k nha. N33 49k một chiếc nhẫn titan ạ. Nhẫn này thì form của nó rất là dày dặn luôn. Cái chiếc nhẫn này thì nhẫn titan form của nó rất là dày dặn nha. Thiết kế kiểu cánh bướm này và một bên là đá pha lê. Cho dây mã này là mã N33 giờ với giá là 49k nhẫn titan, siêu đẹp luôn nha. Nhẫn này thì nó sẽ là hàng xịn rồi, nó sẽ là hàng xịn luôn đấy. Nhưng mà nó còn một size nên em sale rẻ thôi chứ không phải là hàng rẻ tiền đâu nha. N33 với giá là 49k N33 cho em. Lên trang mã này là mã móc pha lê, móc khóa pha lê đi ạ. Móc khóa pha lê này em có 3 màu. Các chị lấy màu gì thì bảo em, mẫu này nó rất là độc lạ luôn ấy. Kiểu dáng này nó sẽ có hai cái móc khóa luôn. Một cái thì mình móc vào, ví dụ là mình móc vào những cái đồ, ví dụ mình móc vào những cái đồ mà mình tháo ra, cần tháo ra gấp ấy, thì mình móc cái này thì nó sẽ tiện lợi hơn. Còn không thì mình móc cái này nó sẽ chặt hơn nhá. Trong dây mã này là mã móc khóa pha lê này. Màu các chị chốt dây mã này là mã móc khóa pha lê ngũ sắc đi. Móc khóa pha lê ngũ sắc này, móc khóa pha lê trà này, và móc khóa pha lê này các chị chốt là màu xanh đi nhá. Móc khóa pha lê này em đang sale chị với giá là 59k.
móc khóa pha lê 59k cho em, móc khóa rất là xinh luôn, 59k một chiếc, các chị có thể làm quà tặng ấy, tại vì kiểu dáng nó rất là đẹp và pha lê là pha lê xịn ạ. Móc khóa là pha lê là 59k. Lên ra mã này mã T49 này, một sợi dây chuyền titan và dây này nó sẽ là mặt ngọc trai thật cho các chị. Mặt này nó sẽ có 5 viên ngọc trai thật và những cái viên ngọc trai thật này nó sẽ nhỏ là nhỏ 4 hoặc 5 ly nha. Cái mẫu này của em thì dây là titan rồi và mặt là mặt ngọc trai thật nên nó siêu bền luôn. Thật sự các chị đeo cái mẫu này đảm bảo là nó cực kỳ bền màu nhá. Và cái mẫu này thì ngọc trai thật nữa nên nó cực kỳ xịn luôn. Em sẽ cho chị với giá là 49k thôi. T49 cho em 49k một dây này. Dây này nó sẽ nhỏ nhỏ xinh xinh nhá. Dài được 4 tấc và nó hết tăng đơ là 4 tấc rưỡi. Khi mình đeo lên cổ thì 5 hạt ngọc trai nó sẽ nằm duỗi ra như thế này. Rất là đẹp luôn. T49 với giá là 49k. Lên cho em mã này mã T50 này. Cái set này nó sẽ là một set titan thương hiệu luôn. Một set gồm những cái kiểu dáng là thương hiệu LV như thế này này. Hàng VIP luôn nha. Hàng này toàn bộ là titan. Các chị có thể tách set ra mình đeo. Ví dụ mỗi hôm mình đeo thay đổi một mốt. Hàng titan thì nó không gây dị ứng và đeo siêu bền. Mình để dành mình đeo nha. Có mỗi 79k một set thôi. Hôm nay em sale luôn nha chị yêu này, 59k được không ạ? Set này em đang bán 79, các chị có thể tham khảo giá ở like cũ thoải mái. Set này em đang bán 79k mà 3 đôi thì nó cũng rất là rẻ. Hôm nay sale còn 59k 3 đôi thì nó còn rẻ hơn. Cho dây mã này mã T50 với giá là 59k 3 đôi nhá. Hàng titan luôn ạ. Em bao cho chị kiểm tra hàng thử xem nó có phải titan chuẩn xịn không nhá. Hàng này nó sẽ là hàng titan rất là xịn sò luôn á. T50 59k một set 3 đôi ạ. Lên cho em mã này là mã bộ pha lê này. Các chị chốt cho mã này là mã bộ pha lê. Bộ pha lê gì nhỉ? Bộ pha lê. Các chị chốt cho mã bộ pha lê 2 tầng đi. Kiểu dáng này nó như kiểu là nó 2 tầng, nó có 2 cái mặt ấy. Sợi tăng đơ của nó rất là dài. Nhưng mà về mình đeo đến đâu thì mình cắt bớt tăng đơ đi đấy nha. Không cần đeo dài quá đâu. Mình họ để làm dài để những chị cổ lớn vẫn có thể đeo được thôi. Đẹp chưa các chị ơi? Nhìn này, toàn bộ bên trên này nó đều là gắn đá pha lê rất là lấp lánh luôn. Và nó có một đôi bông tai tua dài như thế này nữa nhé. Tua dài khoảng độ 6 phân ạ. Bông tai sẽ khoảng độ 6 phân. Và cái mẫu này em đang xem các chị có mỗi 139k một set thôi ạ. Nguyên cái vòng cổ này các chị mua đã rất là đáng tiền rồi. Mẫu vòng cổ này của em nó sẽ là hàng thiết kế siêu đẹp luôn nha. Như kiểu là hai sợi dây ấy, mình đeo hai sợi nó lồng vào với nhau ấy, nhưng mà nó sẽ gắn liền rồi nhá, nên nó rất là chắc chắn luôn. Chiếc dây mã này là mã bộ pha lê 2 tầng đi ạ. Bộ pha lê 2 tầng nha. Em sale chị 139k, em có mỗi 2 set thôi. Bộ pha lê 2 tầng này em còn mỗi 2 set thôi. Sale 139k. Hàng em đang bán 169, hôm nay em sale cho chị 129k thôi ạ. Ốp chết rồi, 139, thôi em sale luôn 129 nhá. Các chị nào chốt 139 thì các chị sửa lại giá rồi em sale luôn 129k đi. Tại vì đã lỗ thì 129 hay 139 thì nó cũng như nhau ấy. Các chị chốt lại giúp em là bộ pha lê 2 tầng 129k nhá. Nếu mà chị nào thích bông tai này thì các chị chốt giúp em mã này, mã bông bông titan ngôi sao này. Cái mẫu bông tai này nó sẽ là hàng titan và cái mẫu này nó sẽ tua dài của nó sẽ là những cái sợi dây vuông rất là mềm mại như này. Em xem các chị với giá là 89k hôm nay. Bông titan ngôi sao đi các chị, bông titan ngôi sao 89k. Em có một cái mẫu bông tai này, nó sẽ là bông tai tàu của Suping này. Hàng này nó sẽ là hàng chuẩn xịn của Suping luôn nha. Nhìn này, tem mát của nó đầy đủ ở bên trên này. Em chỉ có số lượng ít thôi. Cái bông này nó phay cực kỳ đẹp luôn ấy. Và mẫu này nó sẽ khoảng độ 3 phân nha. Kiểu đeo của nó thì sẽ là mình rút ra một chút xíu là nó sẽ tự bật ra, sau đó mình ấn vào là được. Cho dưới mã này mã bông tàu Suping đi ạ. Bông tàu Suping này em sale chị yêu với giá luôn là bông tàu Suping này đúng ra là em phải bán là 59k cơ. Nhưng mà thôi hôm nay em sale chị luôn với giá là 49k nha. Bông tàu Suping sale luôn 45k đi. Bông tàu Suping 45k. Hàng Suping thì các chị biết là nó rất là đắt tiền. Hàng chuẩn có dập tem logo của Suping nha. Chứ không phải là hàng bun xin hay là những cái loại fake của Suping đâu. Hàng này nó sẽ đeo bền màu hơn ạ. Cho dây mã này mã bông tàu Suping này với giá là 45k bông tàu Suping ạ. Lên cho mã này là mã T51 này. Em có một cái đôi bông titan đít vặn ạ. Bông titan này của em nó sẽ là chữ G nhá.
Bông titan này của em nó sẽ là chữ R và nó sẽ có một cái viên ngọc trai ở bên trên như này. Thiết kế của nó sẽ là chữ R titan như kiểu của thương hiệu Dior ấy. Và ở bên đằng sau của nó sẽ là chốt đít vặn titan này, nó sẽ là bi tròn. Mình vặn ra vặn vào nó rất là tiện và nó sẽ chặt chẽ cho mình đeo thường xuyên, đeo hàng ngày thì nó vừa gọn gàng và vừa chặt, không gây dị ứng ạ. Chốt dây mã này là mã T51 ạ. Với giá là 39k T51, hàng này nó sẽ là hàng thiết kế xịn. Mặc dù nó nhỏ nhưng mà là hàng titan ta này, tít vặn này và hàng xịn. Em sale chị 39k là đã rất là rẻ rồi nha các chị, không phải là loại bình thường đâu ạ. T51 39k nó còn có hộp như thế này nữa này các chị ơi. T51 này nó sẽ đóng trong một cái hộp rất là xinh như thế này cho mình này. T51 là 39k. Lên cho mã này mã T52 này, đây là một đôi bông tai có viên đá pha lê trà nha. Chốt cho mã này mã T52 đi ạ. Mẫu này của em nó sẽ là kiểu thiệt dáng thiết kế là bông oval này. Và cái này nó sẽ là chốt đi đẩy nha. Mẫu này cực kỳ đẹp luôn. Các chị mix cho em với một cái mặt màu trà nữa thì siêu đẹp luôn nha. Chốt dây mã này là mã T52 ạ, 45k một đôi. Loại này nó sẽ là loại lớn lớn một chút, đá pha lê của nó lớn ấy, các chị nhìn nó sáng chưa. Và mẫu này thì hình oval nên đeo rất là dễ đeo. Chốt dây mã này mã T52, 45k T52 ạ. Ôi cái nhẫn titan mắt hổ này nó sẽ hàng xịn luôn này các chị. Nhẫn này em chỉ còn mỗi một cái C7 với một cái C8 nhưng mà hàng này nó đắt tiền quá. Em thật sự là em sale vào combo em tiếc lắm. Nên em sale luôn các chị với giá là cái nhẫn này em sale luôn các chị với giá là 65k. Cho dây mã này là mã nhẫn mắt hổ đi ạ. Nhẫn titan mắt hổ. Cái mẫu này nó sẽ là hàng titan xịn nha các chị, nhìn bên trong của nó ra. Nó sẽ là mạ một cái lớp vàng mà thật sự là nó sáng bóng luôn, nó sáng như là hàng vàng thật luôn đấy các chị. Chốt dây mã này mã nhẫn titan mắt hổ ạ. Viên đá mắt hổ này nó rất là lớn này, hàng em đang bán 99, hôm nay em sale các chị với giá là 65 nhưng mà còn mỗi size 7 và size 8, mỗi size còn một chiếc thôi. Nhẫn titan mắt hổ xịn đấy ạ. Với giá là 65k nha. Em có một cái vòng titan có dập logo của thương hiệu Uzi bên trong này. Bên trên này nó sẽ khảm một cái lớp màu đen như thế này, sang cực kỳ luôn nha. Bản này nó sẽ là bản lớn 2 phân đấy ạ. Bản lớn 2 phân và vòng titan này nó sẽ có khóa mở nhá. Vòng titan này nó sẽ có khóa mở như thế này cho em này. Đó các chị ơi, VIP chưa? Bóng sáng kít từ trong ra ngoài luôn và có dập hiệu luôn. Cho dây mã này là mã vòng titan thương hiệu đi các chị, vòng titan thương hiệu này. Size tay của các chị size tay 54 và 56 đeo vừa. Vòng titan thương hiệu em sale luôn là 129k vòng titan thương hiệu nha. Vòng titan này nó cực kỳ VIP luôn, bản của nó sẽ là bản lớn đấy các chị. Bản lớn thì nó đắt tiền nhưng mà sale luôn 129k thôi, vòng titan thương hiệu. Chất liệu titan siêu bền ạ. Lên trang mã này mã kiềng 8 ly này. Các chị lấy màu vàng hay màu bạch kim thì báo em. Sắp đến Tết rồi các chị sắm kiềng dần đi. Thật sự là giờ bây giờ mà sắm hàng Tết ấy thì mình có thể chọn được nhiều mẫu đẹp. Nhưng mà đến gần Tết ấy thật sự là nó cháy hàng. Nên hàng của nó rất là khan hiếm. Mình khó có thể chọn được những cái mẫu xinh ấy. Nên mình chọn hàng để đeo Tết từ bây giờ đi các chị ơi. Mẫu này của em nó sẽ là một chiếc kiềng 8 ly luôn. Và mặt của nó sẽ có mặt đá pha lê màu trắng hoặc là đá pha lê màu xanh. Các chị chốt cho mã này là mã kiềng titan 8 ly ạ. Kiềng này nó sẽ là chất liệu titan nhưng mà là kiềng mềm nha các chị. Kiềng titan 8 ly cho em. Mẫu này em đang sale các chị với giá luôn là kiềng titan 8 ly này em đang sale các chị với giá là 159k một chiếc nha. Kiềng titan này em có màu vàng này. Kiềng này nó sẽ là một chiếc kiềng rất là bóng sáng luôn. Nhưng mà ở trên line này, tại vì nó bóng quá nên ánh điện nó chiếu nó thành lóa quá đúng không các chị. Nhưng mà màu vàng của nó sẽ là chuẩn màu vàng 18k luôn ạ. Nó rất là sáng màu, y chang vàng thật luôn. Và mẫu này kết hợp với một cái mặt này nó sang nhá. Mặt này toàn bộ là đính đá pha lê màu xanh này. Và em có cả màu trắng, chị nào thích lấy màu trắng thì bảo em nhá. Đây, kiềng titan 8 ly này em có cả màu titan 2 màu nữa. Các chị lấy kiềng titan vàng 8 ly hay kiềng titan 2 màu 8 ly thì bảo em này. Và mặt xanh này, mặt trắng này đều đồng giá là 159k thì sẽ là cả kiềng cả mặt. Chị nào mà lấy nguyên mặt không ấy thì em sẽ bán nhá chị với giá là 79k. Tại vì mặt này nó sẽ là mặt lớn. Đây này, so với cái mặt bình thường em bán nó chỉ là loại nhỏ như thế này thôi nha. Nhưng mà đây là một loại lớn ạ. Em sale chị với giá 79k. Còn kiềng không thì em sẽ sale chị với giá là 89k. Loại này nó là loại 8 ly nhá. Kiềng titan 2 màu hay là kiềng titan vàng đều là 159k. Còn chị nào là thích bản nhỏ ấy thì mình sẽ lấy sang loại này. Nó sẽ là kiềng 6 ly ạ. Chốt dê mã này là mã kiềng 2 màu 6 ly.
Kiềng 2 màu 6 ly sẽ là 139k một chiếc. Kiềng 2 màu 6 ly nha. Kiềng 2 màu 6 ly là 139k cả kiềng cả mặt ạ. Kiềng là kiềng chất liệu titan 2 màu, siêu bền luôn. Kiềng này không gây dị ứng và siêu bền màu, không bị đen. Kiềng titan ạ. 6 ly với giá là 129 à 139 nhá. Trong dây mã này mã N34 này, em có một cái nhẫn titan ngọc trai này. Nhẫn titan này nó sẽ thiết kế như kiểu là hình chiếc lá và bên trên chiếc lá có đính đá nhá. Rất là sang. Trong dây mã này là mã N34 cho em ạ. N34 này nó sẽ chỉ còn mỗi size số 8 và số 9 thôi. Size lớn này em sale cho chị yêu luôn với giá là 89k. N34 89k một chiếc. Kem nhẫn này nó sẽ hơi size nó hơi to nhưng mà nó sẽ là hàng thiết kế xịn luôn ạ. N34 89k. Lên cho mã này mã N35 này em sale luôn các chị 29k một chiếc. N35 này nó sẽ là hàng VIP, em đang bán 49.000 nhưng mà hôm nay em sale xuống 29.000 tại vì thật sự là cái mẫu này nó sẽ là nó cũng không hiểu sao em cũng chẳng không hiểu sao nó đắt như vậy. Nhưng mà thật sự là em nhập của nó cao hơn nhẫn trơn rất là nhiều nhưng mà về thì nó thật sự là giá của nó cao quá nên em khó bán. Hôm nay em sale luôn là bằng giá nhẫn trơn thôi. 29k một chiếc nha. Face của nó rất là sáng đẹp như thế này và bản nhẫn titan này bên trong của nó cũng bóng kít như thế này luôn. Trong xe mã này là mã N35 với giá là 29k N35 cho em. Em có từ size số 6 cho đến size số 8 ạ. N35 29k N35. N36 này em còn mỗi mấy cái size 6 với lại mấy cái size 7 thôi. N36 này em sale luôn các chị 19k. Nhẫn titan kim tiền nha. N36 19k. Chị nào mà lấy size 8, size 9, size 10, size 11 lấy sang bản lớn cho em. Bản lớn thì nó sẽ có mỗi 29k thôi nhưng mà nó sẽ lớn hơn là nó tận bản 8 ly cơ. Và nó sẽ, nhưng mà hôm nay em không mang ra đây rồi. Rất là đáng tiếc em không mang ra đây, không để em đeo lên luôn nha chị coi rồi. Cái bản lớn thì nó sẽ có đủ size là từ size số 4 này cho đến size số 11 thì 29k thì các chị chốt là nhẫn kim tiền lớn với giá là 29k cũng là hàng titan nha. Cái này là bị bản titan nhỏ 6 ly ạ với giá là 19k, titan nhỏ thì còn mỗi size 6 với size 7 thôi. Nhẫn titan N36 19k, N36 19k cho em. Lên cho mã này là mã lắc tay hoa mai này. Các chị chốt là lắc hoa mai là được nhá. Lắc hoa mai này, lắc tay ạ. Một chiếc lắc tay mình có thể cắt mắt được. Và cái mẫu này của em đang sale các chị yêu luôn với giá là sale các chị với giá là 79k. Lắc hoa mai 79k một chiếc nhá. Lắc hoa mai ở bên trên có một cái mặt nhụy của nó sẽ là đá pha lê màu trắng rất là lớn như thế này. Lắc hoa mai 79k một chiếc thôi. Cái hàng này mà bình thường các chị săn bên ngoài rẻ nhất cũng phải trăm mấy hay 200 mấy đấy các chị. Mẫu này có thể cắt mắt được nên các chị yên tâm là size tay nào cũng đeo vừa. Lắc hoa mai với giá là 79k nha. Lắc hoa mai xem 79k. Trong dân mã này là mã bộ ngọc trai hoa đi các chị. À đâu các chị chốt cho em mã này là mã bộ ngọc. Thôi các chị chốt là bộ ngọc trai hoa cũng được tại vì ở đây trên mặt nó sẽ có hai hình bông hoa thiết kế nhỏ nhỏ như thế này nhá. Và cái ngọc trai này nó sẽ là ngọc trai đá, cầm nó sẽ nặng nặng tay một chút. Hôm trước em thấy ở trong cái nhóm ngọc trai ấy, có shop người ta bán cho các chị kia một sợi dây chuyền ngọc trai mà 500 mấy luôn các chị ơi. Ngọc trai đá nhá, ở shop kia họ bán là ngọc trai đá mà 500 mấy luôn. Nhưng mà chị tưởng là ngọc trai thật nhưng mà thật sự là em nói thẳng luôn, ngọc trai đá thì nó sẽ không phải ngọc trai thật đâu. Số kia họ báo cho chị là ngọc trai đá, sau đó chị tưởng ngọc trai thật nhưng mà về check ra không phải. Thế là chị phốt cái shop đấy nhưng mà thật sự là 500 mấy là nó quá là đắt rồi. Đây em bán cho chị một sợi dây này. Một dây là dây thiết kế đẹp nhá. Và một đôi bông tai nữa mà có 79k thôi. Nhưng mà cái chất liệu của ngọc trai đá này nó sẽ nặng tay y như ngọc trai thật ấy. Nhưng mà nó sẽ là không phải là ngọc trai thật nha các chị. Và nó tròn hơn rất là nhiều. Ngọc trai đá cho dây mã này là mã bộ ngọc trai hoa với giá là 79k một bộ. Bộ ngọc trai hoa 79k thôi. Lên cho mã này là mã nhẫn hoa cúc nha các chị. Các chị chốt cho mã này mã nhẫn titan hoa cúc đi để em tháo cái nhẫn của em ra đã nhá. Tại vì nhiều khi em cứ quên, em cứ không tháo ra trước khi like ấy. Chốt cho mã này là mã nhẫn titan hoa cúc này. Em sale chị yêu với giá là sale luôn các chị với giá là nhẫn này em đang bán 49k nha. Hôm nay em sale luôn các chị với giá là 25k. Nhẫn này em chỉ còn mỗi size 8, hình như size 7 với size 8 thôi. Nhẫn titan hoa cúc này còn mỗi size 7 và size 8 em sale các chị với giá là 25k một chiếc. Hàng này là hàng xịn nha. Hàng em đang bán 49k và hàng titan chuẩn xịn luôn đấy. Hôm nay sale 25k nhẫn titan hoa cúc ạ. Lên cho mã này là mã nhẫn
nhẫn đá thiết kế đi các chị. Thôi các chị chốt giúp em mã này là mã nhẫn đá trắng là được. Nhẫn đá trắng này em sale chị yêu với giá là sale bao nhiêu được ta, 49k đi. Nhẫn đá trắng là bán 99, hôm nay sale 49. Còn mỗi size 7 thôi. Em chỉ còn mỗi size 7 thôi nhá. Nhẫn đá trắng này em chỉ còn mỗi size 7 thôi. Sale luôn các chị với giá là 49k được không ạ? Hàng này nó hàng thiết kế này, đá pha lê của nó sẽ là đá pha lê hình oval ạ. Và cái này nó sẽ có phay ở hai bên hông như này nhá, rất là sang. Chốt rơi mã này là mã nhẫn đá trắng titan với giá là có mỗi size 7 nên sale là 49k, duy nhất size 7 thôi ạ. Nhẫn đá trắng titan 49k cho em. Lên cho mã này là mã nhẫn nam. Thôi các chị chốt là nhẫn bạch kim đá đen đi các chị. Nhẫn bạch kim đá đen này thì nam neo nha, nhưng mà nó lại size hơi nhỏ, size số 7 thôi. Nhẫn bạch kim đá đen này em sale chị với giá là 59k luôn. Nhẫn bạch kim đá đen hàng này em đang bán là 99 ấy, tại vì nó sẽ là nhẫn kiểu dáng thiết kế kiểu dáng Mỹ ấy, nên nó sẽ đắt tiền các chị ạ. Nhẫn này nó không bao giờ bị đen luôn ấy, hàng titan mà tông màu bạch kim này mạ màu vàng trắng ấy. Trước cái mã này là mã nhẫn bạch kim đá đen. Nhẫn bạch kim đá đen với giá là 59k, còn mỗi size 7 thôi nha các chị, nhớ để ý nghe em báo size, không có là về thì đeo không vừa thì rất là uổng. Trong cái mã này là mã bộ xịn táo này. Xịn táo này của em nó sẽ là một chiếc huyết áp đá màu hồng và bản này nó sẽ nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Đá pha lê của nó đây này, các chị nhìn đá pha lê của nó rất là sáng, cách một đoạn nó sẽ có một viên đá pha lê và mắt huyết áp ở bên trong của nó sẽ có nhiều màu. Bản này sẽ có dòng ký hiệu titan ở bên trên như thế này luôn. Chốt ra mã này là mã xịn 8 ạ, 179k xịn 8 cho em. Hàng huyết áp chuẩn xịn nha. Cái mẫu này bình thường bên ngoài không bao giờ các chị săn giá rẻ hơn dưới 300.000 đâu các chị. Mẫu này là hàng của nó em thấy nhiều nơi người ta còn bán tiền triệu luôn ấy. Cho dây mã này mã xịn 8, 179k xịn 8 ạ. Lên cho mã này mã bộ ngọc trai thật trắng nhá. Bộ ngọc trai thật này của em nó sẽ có cả hộp luôn này. Các chị ngắm đây này, gồm một chiếc nhẫn này, một cái dây chuyền 4 tấc nữa ấy, tăng đơ là 4 tấc rưỡi, và một cái đôi bông tai như này nữa nhá. Bông tai này kiểu dáng thiết kế ngọc trai ở giữa và xung quanh có kết đá này. Cái bộ này cực kỳ đẹp luôn. Và sẽ được tặng kèm một cái hộp nhung như này nha. Một cái hộp nhung này nó sẽ là hộp nhung phủ nhung toàn bộ cả bên trong lẫn bên ngoài luôn. Hàng xịn đấy ạ, hàng hộp này nó đã xịn rồi. Bình thường các chị mua nguyên cái hộp này đã rất là đắt tiền rồi ấy. Không kể đến đây là ngọc trai thật cho em này. Một đôi bông tai này, một chiếc nhẫn này, một cái dây chuyền này, em sale chị cả bộ như này. Với giá hôm nay tri ân các chị 219k. Chốt dây mã này là mã bộ ngọc trai thật đá trắng. À quên các chị chốt là cái gì nhỉ, em vừa đọc xong em lại quên mất rồi. Các chị chốt dây mã này bộ ngọc trai thật trắng là được nhá. Bộ ngọc trai thật trắng với giá là 219k. Em đang bán 259 đấy các chị. Thật sự là cái bộ này em sale rất là lỗ. Tại vì thật em toàn quên, em không like thôi. Thế là em sale vậy. Chứ còn đúng ra là cái bộ này không bao giờ các chị mua được giá rẻ hơn đâu. Tại vì cái bản này nó sẽ là viên ngọc trai thật 8 ly luôn đấy ạ. Bán ngọc trai thật 8 ly chứ không phải là ngọc trai nhỏ xíu đâu nha. Viên ngọc trai thật sẽ là những cái viên người ta tuyển chọn, những viên rất là tròn trịa, là họ làm thành một cái bộ thiết kế như thế này. Cho dây mã này là mã bộ ngọc trai thật trắng với giá là 219k một bộ. Bộ ngọc trai thật trắng nhá, tặng kèm hộp nhung luôn, 219k thôi ạ. Em có một cái mẫu vòng này, nó sẽ là một cái vòng rất là độc lạ này. Cái vòng này các chị chốt là vòng gì được ta? Các chị ngắm dây này, vòng này nó bản của nó sẽ có tăng đơ, nhưng mà em nghĩ là sai tay chỉ các chị sai tay nhỏ thôi. Sai tay này thì em nghĩ là từ sai tay 48 cho đến sai tay 52 đeo vừa thôi ạ. Cái mẫu này thì em lại thấy họ làm sai, nó hơi bị nhỏ một chút xíu này. Mẫu này em sẽ là từ sai tay 48 cho đến sai tay 52 thôi nha. Tóm lại là sai tay nhỏ thì các chị phải đeo vừa. Những cái mắt của nó sẽ là những cái mắt mà nó vừa kết ngọc trai là ở nhụy bông hoa này, và thiết kế cái lá xanh ở bên ngoài này. Chốt dưới mã này là mã cái lắc này các chị chốt là lắc gì ta? Chốt dưới mã này là mã lắc tay không? Các chị chốt dưới mã này là mã lắc tay. Từ nãy em có lắc hoa mai rồi, em sợ nhầm quá. Thôi các chị cứ chốt là lắc tay kiểu mới đi các chị chốt lắc tay kiểu mới cho em nha. Lắc tay kiểu mới này, mẫu này em sẽ sale các chị với giá là 59k. Cái này nó sao, thật ra nó không phải là bằng nhựa đâu các chị. Cái này nó là bằng kim loại đấy, nhưng mà họ phun nhũ ấy. Họ phun cái màu sơn của nó sẽ là màu nhũ ấy, cực kỳ đẹp luôn. Các chị nhận hàng, các chị đeo lên có thấy nó đẹp hơn ở trên like của em luôn ấy. Chốt dây mã này là mã
lắc tay kiểu mới á, với giá là 59k một chiếc lắc tay kiểu mới nhá. Đeo lên rất là độc lạ luôn. Những cái bông hoa này nó sẽ có mặt ngọc trai nổi bên trên này. Lắc tay kiểu mới là 59k. Lên cho mã này là mã em lên cho chị một combo này, nó sẽ là size tay của các chị size tay 6 thôi. Combo này em chốt qua mẫu nhanh nha, tại vì em chỉ có duy nhất một set thôi. Chị nào mà thích combo thì săn ngay cho em này. Combo này nó sẽ là một chiếc nhẫn bát nhã này, một chiếc nhẫn tim uốn lượn như này. Em sẽ cho chị với giá là, chốt cho em mã này là mã combo 1 ạ. Em tặng các chị yêu mình với giá là bao nhiêu đây ta? Sale luôn các chị với giá là 89k combo 1. Combo 1 89k, chị nào chốt được thì rất là may mắn này. Nhẫn bát nhã này nó sẽ là hàng VIP. Em đang bán 59 và nhẫn này em đang bán là 79. Hôm nay em sale cả set có mỗi 89k thôi. Chốt cho mã combo 1 size tay 6 nhá. Combo 1 89k, combo 1 cho em. Lên cho mã này mã combo 2 này. Combo 2 này em sale các chị với giá là, combo 2 này thì sẽ là size tay số 7 nha. Hai chiếc nhẫn đều là titan luôn. Combo 2 em sẽ có chị yêu luôn với giá là bao nhiêu đây? Sale luôn các chị với giá là 69k được không ạ? Combo 2 69k, hai chiếc nhẫn titan size 7 luôn. Hai chiếc đều còn nguyên tem mác nha. Và cái nhẫn này thì nó sẽ là một chiếc nhẫn bản lớn, còn đính đá toàn bộ như này. Bản lớn rất là dày dặn luôn, hàng titan VIP đấy. Và một chiếc nhẫn này thì nó sẽ là nhẫn titan, nhẫn titan kiểu dáng thiết kế này. Cái nhẫn này bình thường nguyên một cái nhẫn này đã là 59k rồi, tại vì nó sẽ là hàng VIP luôn. Chốt với mã này mã combo 2 69k combo 2 cho em. Combo 2 là 69k. Lên cho mã này mã combo 3 này. Em có một cái set nhẫn này, nó sẽ là một set nhẫn gồm một chiếc nhẫn đá pha lê này, một chiếc nhẫn đá pha lê vuông nha. Một cái nhẫn này nó sẽ là nhẫn titan. Cái nhẫn này thì nó sẽ là size 6 rồi. Set nhẫn này sẽ là set nhẫn size 6. Hai chiếc nhẫn titan này nó kiểu dáng giống nhau, nhưng mà mình thích đeo màu bạch kim hay màu vàng thì đeo nha. Chốt ra mã này mã combo 3. Em tặng các chị yêu mình với giá là, combo 3 này em tặng các chị yêu luôn với giá là 99k 3 món như này nha. Combo 3 99k cho em. Combo 3 rất là rẻ luôn ấy, 99k 3 món ạ. Combo 3 là 99k. Lên cho mã này là mã vòng, cái này các chị chốt ra mã này là mã vòng này em sale chị với giá là 59k thôi. Các chị chốt ra mã này là mã vòng đá. Vòng đá gì nhỉ? Cái này nó là gọi là vòng đá gì được nhỉ? Các chị chốt ra mã này là mã vòng vòng đá xanh đi. Các chị chốt đại cho là vòng đá xanh đi. Tại vì nãy giờ thôi các chị chừng chốt vòng đá xanh không có nhầm với lại cái lắc ngọc xanh. Thôi các chị cứ chốt là vòng đá xanh thiết kế đi nha. Vòng đá xanh thiết kế này em sale luôn các chị với giá là 59k. Tại vì hàng này nó sẽ là hàng mới, em còn chưa kịp làm mã, nhưng mà em lại lôi lên like luôn ý. Này em sale các chị với giá là 59k luôn. Vòng đá xanh thiết kế 59k, vòng đá xanh thiết kế này nhá. Ở bên trên cái mặt này nó sẽ là đá mắt mèo đấy các chị nhìn nghiêng này, đá thạch anh mắt mèo. Vòng màu ngọc của nó sẽ là màu ngọc bích nhạt nhạt đấy các chị, màu ngọc bích nhạt nhạt. Chốt dây mã này mã vòng đá xanh thiết kế 59k, vòng đá xanh thiết kế dây co giãn ạ. Lên cho mã này là mã combo 4 này. Nhẫn titan này. Nhẫn này mới về đấy. Combo 4 này của em nó sẽ là một chiếc nhẫn titan. Một chiếc nhẫn titan lớn này nha. Chốt dây mã này mà thôi các chị chốt luôn là nhẫn đá xanh đi. Nhẫn đá xanh này em sale luôn các chị với giá là 69k, size số 7 ạ. Nhẫn đá xanh size 7 với giá là 69k. Nhẫn đá xanh là được nha. Hàng titan ạ, và cái đầy đá pha lê của nó sẽ gắn rất là nhiều bên dưới luôn. Nhẫn đá xanh size 7 với giá là, nhẫn đá xanh là 69k, nhẫn đá xanh ạ. Nhẫn đá xanh là 69k. Lên cho em mã này mã combo 4 này. Cái nhẫn này nó sẽ là một chiếc nhẫn đá pha lê xanh dương, một chiếc nhẫn titan, hai chiếc nhẫn titan luôn. Nhẫn này nó sẽ là size tay số 9 nha. Combo này size tay số 9. Em sale các chị với giá là 89k luôn. Cho rơi mã này mã combo 4 ạ. 89k combo 4 cho em. Combo 4 là 89k rồi em nha. Combo 4 là 89k này. Lên cho em mã này mã combo 5 này, size tay số 6 ạ. Combo 5 này nguyên một chiếc nhẫn này, nhẫn thiết kế này. Ủa, nhẫn thiết kế này em đang bán là 69k này. Em tặng các chị luôn set này 69k.
Cho duyên mã này mã combo 569k cho em combo 5. Đẹp chưa các chị? Cái nhẫn đá pha lê vuông này cũng là hàng xịn này, các chị nhìn đá pha lê của nó này. Bản nó đính đá rất là tinh xảo luôn ấy. Hàng này nó sẽ có dập ký hiệu F925 ở bên trong. Tông màu bạch kim nhá. Hai chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn titan này. Size tay số 6 hết ạ. Combo 5 với giá là 69k 2 cái luôn. 69k 2 cái này quá là rẻ, và em chỉ có một set duy nhất thôi. Hàng nhẫn này em chỉ có một set duy nhất thôi nha các chị, nên các chị lưu ý giúp em. Nếu mà chẳng may không chốt được ấy thì các chị thông cảm cho em nhá. Lên trang mã này là mã combo 6 này, em sale các chị yêu luôn với giá là 79k đi. Combo 6 này. Combo 6 này thôi cho vào combo 5 luôn đi rồi. Combo 5 vậy là em có 2 set nha các chị. Cho dư mã này là mã thì ghi giá rồi em. Em lên hàng xả tiếp cho mình nhá. Cho dư mã này là mã xả 30. Chờ em một chút xíu. Xả 31 này, em có một cái set này nó sẽ là gồm một cái đôi bông ta này. Các chị đợi em một chút, em sẽ lên hàng xả cực kỳ nhiều mẫu đẹp cho mình luôn. Cho dư mã này là mã xả 31 ạ. Một cái đôi bông tai này nó sẽ là đôi bông tai pha lê. Pha lê và nó chốt khóa bấm là chốt khóa bấm ý như thế này nhá. Rất là sang luôn ấy. Một cái dây chuyền ngọc trai này. Mặt ngọc trai ạ. Một dây chuyền mặt chiếc lá này. Một dây chuyền mặt đá nữa. Em sale các chị luôn xả 31 này với giá là 99k một set nhá. Nguyên 3 sợi dây này, bình thường nếu mà các chị mua lẻ đã là 300, đã là 100 mấy rồi. Nhưng mà em xem một set gồm 5 món như thế này có 99k thôi. Xả 31 ạ, 99k xả 31 cho em. Xả 31 là 99k. Lên cho mã này mã xả 32. Dây này nó sẽ là dây titan nhá. Dây titan ạ. Em có một cái đôi bông tai, bông tai này nó sẽ là bông tai dáng tàu và kiểu này nó sẽ dài dài một chút, đeo thật sự rất là sang luôn. Nó sẽ tết 3 như thế này, bông tai tàu tết 3 và hàng titan luôn nha các chị, sáng tít luôn. Mẫu này thật sự là em mới like có một like duy nhất, khéo nhiều chị còn chưa biết đến cái bông này ở bên em có đúng không ạ. Hàng này nó sẽ hàng vip luôn ấy, hàng bông tai vip luôn. Một sợi dây chuyền này, hai sợi dây chuyền có mặt ngọc trai, dây là dây titan, dây titan và cái dây này thì cả dây cả mặt đều là titan này. Cho dây mã này mã xả 32 cũng sale các chị 99k luôn nha. Xả 32 99k, dây thì nó chỉ dài được 4 tấc rưỡi nếu mà nới hết thôi, còn nếu không thì nó sẽ là 4 tấc. Xả 32 là 99k. Lên cho mã này mã xả 33 này. Cái này nó sẽ có một cái set gồm một cái lắc tay lớn á. Cái lắc tay này nó sẽ là lắc tay bản lớn nhá. Em sale cho chị cái set này với giá luôn là 69k, hai món luôn. Cái lắc này nó sẽ là lắc cắt vàng, bản này đeo cực kỳ sang. Xả 33 với giá là 69k, xả 33 cho em ạ. Một dây chuyền nhá và một lắc tay 69k. Lên cho mã này mã xả 34 này. Dây titan hai bính ạ. Dây titan bính hai tết luôn. Cho dây mã này mã xả con xả 40 rồi. Mới xả 34 mà. Xả chốt dây mã này mã xả 40 nha. Thôi em lên luôn xả 40 cho mình trước này, tí nữa em sẽ lên sau. Những cái mã xả kia sau, xả 40 này của em nó sẽ là gồm một set gồm 3 món luôn. Xả 40 này em tặng các chị yêu với giá là một đôi bông titan này, một dây titan này, em tặng luôn mình là set này em sale luôn các chị với giá là 69k. Xả 40 69k, xả 40 nha. Xả 40 69k mà các chị, nguyên cái dây này bình thường em đang bán là 69k rồi này. Giờ mình được 3 món luôn, xả 40 69k xem. Xả 40 ạ. Lên cho mã này mã xả 34 rơi một cái. 69 nhỉ. Xả 34 này. Em có một cái dây titan này, nó sẽ là một dây titan hạt gạo này, một cái đôi bông ta thiết kế này và một bông ta titan nữa. Xả 34 này em sale cho chị yêu luôn với giá là 79k nha. Xả 34 này, nguyên cái đôi bông này em đang bán 89, hôm nay em sale 79k, em có sở hơi không trời ơi. 3 món luôn nha, xả 34 với giá là 79k 3 món ạ. Hai món là titan rồi. Bông ta này là hàng thiết kế đắt tiền ấy, không phải là loại rẻ đâu nha, hàng titan ạ. Cho dưới em mã này là mã xả 35 này. Một dây chuyền này nó sẽ là dây chuyền hạt giọt nước màu đá hồng và một cái đôi bông tai titan nữa. Một cái mặt nữa luôn ạ. Cho dưới mã này là mã xả 35, em xem luôn các chị với giá là 59k. Xả 35, 3 món luôn nha. Cái mặt hoa ngọc trai này. Xả 35, 59k 3 món luôn.
xả 35, quá là rẻ luôn. Các chị không săn cái này thì săn cái nào ạ? Nhưng mà em chỉ có duy nhất là một set thôi, mỗi mẫu xả em chỉ có duy nhất một set thôi, nên mình có thể chốt dư ra một chút nhá. Mình chốt dư ra sau đó thì mình, ví dụ là mình không lấy hết toàn bộ thì mình sẽ báo với nhân viên khi gọi chốt hàng ạ. Bên em sẽ gọi điện chốt đơn nên các chị nhớ để lại số điện thoại trên live cho em nhá. Chốt ra mã này mã xả 36 này, một set này nó rất là nhiều, gồm 3 sợi dây chuyền này, 3 sợi dây chuyền và 2 đôi bông tai. Đôi bông tai titan này nó sẽ là hàng cao cấp, em đang bán là 89k rồi. Em sale cho chị 4 món luôn nha. Một đôi bông tai này nó sẽ là bông tai pha lê vuông nữa này. Cho dây mã này mã xả 36 ạ, với giá là 99k, nhiều quá trời luôn. 5 món luôn, 2 đôi bông tai và 3 sợi dây chuyền. Dây là dây titan và mặt này thì nó sẽ là mặt đá pha lê rất là xịn nha. Xả 36, 99k, 5 món ạ. Lên cho mã này mã xả 37. Ủa, hôm trước các chị bảo dặn đôi này này, dặn cái bộ này mà không tìm thấy. Chốt dây mã này mã xả 37 nha. Hôm trước có chị dặn em nhưng mà em không nhớ là chị nào nữa rồi. Hôm nay em đang lên em xả luôn các chị. Bộ này hôm trước chị dặn thì em báo hết hàng, tại vì cái bộ này nó rất là đẹp luôn. Em có một sợi dây chuyền nữa này, xả 37 này, em xả cho chị với giá là 79k luôn. Xả 37 với giá 79k là gồm một bộ này với lại thêm một sợi dây chuyền titan nữa nhá. Xả 37 với giá là 79k, xả 37 cho em. Xả 37 là 79k. Lên cho em mã này mã xả 38 này. Cái dây titan này nó sẽ là một dây titan thiết kế kiểu dáng rất là đáng yêu luôn, cả dây cả mặt titan luôn ạ. Và một bông tàu lớn này. Bông tàu lớn này nó sẽ là bông tàu 3 phân rưỡi ạ. Bông tàu 3 phân rưỡi và nó sẽ xoắn 2-3 tầng như này nhá. Nó xoắn 3 tầng luôn, đeo cực kỳ sang và hàng titan đeo siêu bền. Kèm cho em một kia lắc tay này, nó sẽ là lắc tay Dior này, lắc tay thiết kế này. Mẫu này nó sẽ là gồm 4 món luôn. Xả 38 này em sale chị 99k. Xả 38 nha. Cái lắc tay này thì các chị đã quá là quen thuộc rồi, tại vì em đang bán là 99k nguyên cái lắc tay. Xả 38 99k là 4 món thôi. Xả 38 99k. Lên cho mã này mã xả 39 này. Cái lắc này nó sẽ là một chiếc lắc có thể cắt mắt nha. Về mình đeo đến đâu mình cắt mắt đến đấy cho em. Cái chốt khóa của nó sẽ nằm ngang như thế này này. Chốt ra mã này là mã xả 39 ạ. Bông tai sẽ là một đôi bông VIP chốt khóa bấm ý này, có dập ký hiệu ở đằng sau. Kèm cho em một cái đôi bông tai này, nó sẽ là bông tai đít vặn hàng titan ạ. Chốt dây mã này là mã xả 39 này. Một set gồm 3 món luôn. Set gồm một lắc tay titan và một đôi bông titan đá đỏ và một cái đôi bông chốt khóa bấm nhá. Xả bao nhiêu? Xả 39. Xả 39 này em sale chị với giá là 69k luôn. Xả 39, 69k một set thôi ạ. Xả 39 cho em, 69k set rất là đẹp luôn ấy. Mà có 69k một set thôi. Chốt dây mã này mã xả 41 này. Dây chuyền này nó sẽ là một dây chuyền titan kèm theo một cái mặt ngọc trai thật nha. Và cái lắc tay này nó sang này. Trời ơi, cái lắc tay này đẹp quá trời luôn các chị. Lắc tay này đeo lên tay cực kỳ sang luôn ấy. Bản lắc tay titan và nó sáng tít như thế này. Ở bên ngoài thì nó sẽ là khuyên lật nha. Và ở chính giữa thì nó sẽ có ba cái thanh titan bóng sáng như thế này. Set này toàn bộ là titan luôn. Các chị mua được set này thì quá là tuyệt vời luôn này. Em sale luôn là 99k. Chốt dây mã này mã xả 41 nha. Xả 41 là 99k, nguyên sợi dây ngọc trai thật này nó đã đáng tiền rồi. Mà toàn bộ những cái này, kể cả cái bông tai này nó cũng là titan luôn. Xả 41 là 99k, xả 41. Hai đôi bông tai, một sợi dây chuyền, một lắc tay mà có 99k thôi. Mà toàn titan nữa chứ. Cho dây mã này mã xả 42 này. Cũng là sợi dây chuyền đấy, nhưng mà chị nào mà thích, chị nào mà thích bông tai hơn thì các chị lấy set này cho em. Xả 42 này. 3 đôi bông tai luôn nhá. Cho dân bán này mã xả 42 cũng 99k luôn. Xả 42 cho em. Xả 42 99k. Các chị ngắm những cái bông này là các chị biết là hàng đắt tiền này. Bông titan và hàng thiết kế ạ. Xả 42 99k. Xả 42 là 99k cho em nhá. Lên cho mã này mã xả 43 này. Cái lắc tay này nó sẽ là lắc tay tim 2 tầng ạ. Lắc tay này đeo cực kỳ sang luôn. Nó có những cái quả cham hình trái tim ở bên dưới ấy. Bong long ở bên dưới như thế này nhá. Chốt rơi mã này mã xả 43 này. Một cái lắc tay tim 2 tầng này. Một đôi bông tai này. Và một cái sợi dây chuyền nữa. Xả 43 này em sale các chị yêu luôn. Với giá là 79k xả 43 nha. Xả 43 79k mà được 3 món luôn ạ. 2 món là titan này. Cả dây cả mặt titan luôn. Xả 43 là 79k. Xả 43 79k cho em. Lên cho mã này mã xả 44 này. Cái sợi dây này ấy, thì nó sẽ là một sợi dây thiết kế 3 tầng cơ.
Nếu mà chị nào không thích đeo ba tầng, mình về mình tháo ra mình đeo thành một tầng một đều được nhá. Châu dương mã này là mã xả 44 ạ. Em tặng các chị yêu mình với giá là xả 44 này thì em sale các chị một đôi bông tai nữa này. Em tặng luôn với giá là 69k. Nguyên cái đôi bông tai này hoặc là nguyên dây chuyền này đã 69 rồi. Giờ em tính rất là lỗ cho mình luôn. Hàng titan toàn bộ cả bông tai và dây chuyền nhá. Xả 44 là 69k, xả 44 cho em. Xả 44 69 ạ. Lên cho mã này mã xả 45 này. Em có một dây chuyền titan này, nó sẽ là dây titan bản nhỏ, cả dây cả mặt này. Một cái đôi bông tai này nữa và một dây chuyền này nữa này. Em tặng luôn cho chị một đôi bông này nữa, bông tai hàng thiết kế này nữa. Cho dây mã này là mã xả 45 ạ. Em sale luôn là 89k, sale luôn 79k đi. Xả 45, nguyên hai sợi dây này đã quá là thừa tiền 79k rồi đúng không các chị? Cả dây cả mặt titan, hai sợi dây này đều cả dây cả mặt titan nha, 79k 4 món ạ. Xả 45 là 79k, hàng titan và bông tai để là hàng thiết kế thôi ạ. Cho dây mã này mã xả 46 này. Một set gồm một đôi bông tai này, một sợi dây chuyền này. Cái này em sẽ có một cái dây chuyền màu đá pha lê, màu đá trà, màu đá xanh lá cây đậm ấy, và một cái đôi bông tai kèm theo cái set này nhá. Set này nó sẽ là toàn bộ titan luôn đấy các chị. Cho dây mã này là mã xả 46 cho em ạ. Xả 46 này em sale các chị yêu mình với giá là 99k này. Xả 46 99k. Xả 46 cho em. Lên cho mã này mã xả 47 này. Em có một cái dây chuyền này, nó sẽ là dây thánh giá titan dài 6 tấc này. Dây là dây titan nha, và mặt thánh giá này siêu đẹp luôn, dây khuyên lật. Một cái dây này nó sẽ là dây cá vàng ạ. Xả 47 ạ. Em tặng các chị với giá là 99k một set. 4 món luôn nha. Đôi bông titan này nó sẽ là bông titan tua dài. Tua dài và bên trên đính đá pha lê vuông này, siêu đẹp luôn. Các chị ngắm cái set này rồi em xem toàn hàng đẹp thôi. Theo dây mã này mã xả 47 ạ. 99k xả 47 cho em. Xả 47 là 99k. Lên cho mã này mã xả 48 này. Dây titan này, lắc tay titan này. Lắc tay này em báo một là nó bị lỗi một chút xíu ở đây nha. Nó sẽ bị bạc mất một chút xíu ở cái mắt này. Về các chị có thể xử lý hộ em với nha, hàng titan. Nhưng mà như kiểu là sự gần cái mặt quá nên họ không mạ chuẩn màu được, họ không mạ sát vào được ấy. Thì các chị thông cảm cho em. Em tặng luôn các chị một đôi bông hàng cao cấp này. Bông tai này em đang bán 89 nghìn này. Bông tai này nó sẽ hàng VIP của titan luôn nha. Một bộ titan như thế này em sale luôn các chị với giá là 89k, bằng một đôi bông tai này thôi. Toàn bộ titan luôn ạ. Xả bao nhiêu? 48. Xả 48 các chị ơi. 89k một bộ. Xả 48 cho em ạ. 89k. Lên cho mã này mã xả 49 này. Xả 49 này của em nó sẽ là một bộ bằng titan như thế này. Tặng kèm cho chị một cái đôi bông tai tua dài hàng thiết kế màu bạch kim nữa. Cho dây mã này mã xả 49 em sale chị luôn với giá là 89k xả 49 ạ. Xả 49 rất là đẹp luôn ấy. Và cái bộ này thì các chị có thể mua đeo thường xuyên này. Toàn bộ mặt và dây bông tai đều là titan. Xả 49 là 89k. Lên cho mã này mã xả 50. Cái này nó sẽ là một cái lắc tay titan dây rút này. Lắc tay này thì bản này nó sẽ là toàn bộ bi này. Và cái dây này nó đều là titan luôn. Dây là dây titan nha, xả tích nhá. Và nó có một cái mặt ở bên trên như thế này, mặt trơn ạ. Hàng titan toàn bộ này. Một cái sợi dây này nó sẽ là dây thiết kế. Dây này bao nhiêu chị hỏi em thì hết hàng đây này. Cái dây này nó sẽ là dây titan của thương hiệu luôn nhá. Châu dơ mã này là mã xả 50 ạ. Set này em sale các chị với giá là 99k xả 50. Kèm một đôi bông này, nó sẽ là bông tai, cái chốt của nó sẽ là titan nhá. Cái dây rút này và cái chốt ở bên trên này nó sẽ là titan và bên dưới nó ngọc trai rất là mềm mại. Cho dây mã này mã xả 50, 99k xả 50. Xả 50 là 99k cho em. Lên cho mã này là mã xả 51 này. Xả 51 này em sale với chị luôn luôn với giá là sợi dây này em đang bán dây không là 59 này, nhưng mà các chị em chỉ còn màu tím hay là màu xanh thôi, không chọn màu, em sale các chị cả dây cả mặt 59 nhá. Xả 51 với giá là 59k. Tính coi như là em tặng kèm cái mặt, em tính nguyên tiền dây thôi. Xả 51 là 59k nha. Xả 51 cho em mặt là titan luôn đấy ạ. Mặt là mặt titan nhưng mà em không chọn màu nha, một dây thôi là 59k cho em. Cho dây mã này mã xả 52 này. Một cái đôi bông này nó sẽ là bông tai hàng thiết kế nhá.
Bông tai này nó sẽ là kiểu dáng của Hàn đấy các chị. Bông tai này nó sẽ là bông tai kiểu đeo lên thì nó sẽ là nó xoay như thế này này, khảm da luôn, hàng xịn ạ. Cho dây mã này mã xả 52 một đôi bông tàu đá này, bông tàu này không nào còn mà. Em sale luôn các chị cái bộ này với giá là 89k luôn này, cái bông tàu này nguyên đôi này em đang bán 69 này. Hàng này nó là hàng xịn nha, bông tàu này nó sẽ là titan và đính đá viền xung quanh. Kèm cho tặng kèm cho chị một cái dây nữa này. Cái dây này nó sẽ là mặt hình chiếc nơ. Cho dây mã này mã xả 52 89k một set nha. Xả 52 cho em dây là dây titan ạ. Xả 52 89k. Lên cho mã này mã xả 53 các chị thấy nhanh quá thì các chị chút nữa xem lại la giúp em nha. Tại hàng xả này em mà tư vấn kỹ quá thì thật sự là các chị lại chốt hàng nó lâu ấy. Kiểu mình lại chốt được ít hàng xả mà lại sợ hết hàng ấy các chị. Ít quá thì các chị lại không chốt được. Tại vì những chị khác chốt trước mất rồi ấy. Cho dây mã này mã xả 53 này. Set này nguyên cái sợi dây này. Sợi dây này nó sẽ là dây titan khóa tròn của em này. Một cái 3 dây luôn. Em sale chị set này với giá là 79k 3 dây nha. Cho dây mã này mã xả 53 nguyên cái dây này không. Nguyên dây không em đang bán là 49.000 này. Khóa tròn ạ. Cho dây mã này mã xả 53 79k 3 dây. Xả 53 cho em 79k. Lên cho mã này là xả 54 này. Có cái bông này chị bắt cái lắc hoa quả bốn lá đây cũng ấy rồi. Cho dây mã này mã xả 55 này. Xả 55 này của em nó sẽ là một sợi dây mì ép. Bản dây mì ép này nó sẽ là dây mì ép 3 tầng nha. Và bản 3 ly ạ. Dây mì ép này các chị đeo lên cổ cực kỳ sang luôn ý ạ. Và hàng titan này siêu bền màu, không gây dị ứng ạ. Cho dây mã này mã xả 55, hai sợi dây luôn. Em sale các chị luôn với giá là hai sợi dây nha. Dây titan mì ép này nó sẽ hàng VIP rồi thì các chị biết rồi đúng không ạ. Và một sợi dây đá đỏ này, xả 55 này em sale luôn là 79k, xả 55 ạ. Xả 55 79k cực kỳ đẹp luôn. Dây này nó sẽ là dây titan và mặt đá đỏ nha. Xả 55 là 79k. Lên cho mã này mã xả 56 này. Dây chuyền này nó sẽ là một sợi dây chuyền dài được 6 tấc và dây titan mặt hình giá titan luôn. Cho dây mã này mã xả 56 ạ. Hai sợi dây em sale chị 59k hai sợi nhá. Xả 56 59k thôi. Mặt titan chữ H này và dây titan luôn. Xả 56 59k hai dây. Xả 56 cho em. Lên cho mã này mã xả 57 này. Em có một cái dây titan này nó sẽ là dây titan hồ lô đá 7 màu. Cái mẫu này đợt trước em mới báo hết này. Là trước em mới sale xong nguyên cái dây này em đang bán là 60.000. Hôm nay em sale tặng kèm nó chị một đôi bông nữa này. Em tặng cho chị với giá cả dây này và cả cái đôi bông này 79k nha. Chốt dây mã này mã xả 57 ạ. Toàn là hàng đẹp thôi. Mẫu bông tai này nó sẽ là hàng cao cấp nha. 89.000 đấy, hàng titan luôn ạ. Nhưng mà em sale chị hôm nay 79k là cả dây chuyền này và cả bông tai xả 57 ạ. 79k xả 57. Dây titan này của em nó sẽ là khóa tròn dài 5 tấc nha. Em quên thông báo dây titan khóa tròn 5 tấc và dây mì ba ly ạ. Rất là xịn đấy ạ. Xả 57 là 79k. Lên cho mã này mã xả 58 này. Cái dây titan này sẽ là dây titan tông màu bạch kim và một cái đôi bông tai này nó sẽ là đá pha lê màu trắng hình bông hoa này. Cho dây mã này mã xả 58 ạ. Xả 58 này của em sale chị với giá là 69k luôn đi. Xả 58 69k hai món luôn nha. Dây titan màu bạch kim, không bao giờ đen, không bao giờ bay màu này. Đôi bông tai này xinh nha các chị. Xả 58 69k. Xả 58 cho 69k. Cái lắc charm titan này, lắc charm titan hồng này, bao nhiêu chị chốt không được này. Em sale luôn các chị với giá là sale luôn các chị với giá là 100. Cái này em sale luôn á chị với giá là 129k nhá. Tại thật sự là cái charm này em còn tính về thêm nên em không sale rẻ hơn được. Cái này em sale luôn là thôi sale luôn 119k, đã sale những cái kia rẻ rồi thì sale luôn cái này rẻ đi. Cái này nó sẽ là chốt hạt đậu này và cái này size tay của chị đi 54 trở xuống mới đeo vừa nhá. Cái này là nó sẽ là hàng charm màu hồng và toàn bộ những cái này nó là titan nên nó đắt tiền. Cái dây này nó cũng là titan luôn này, nó siêu bền luôn ạ. Xả 50. À thôi các chị chốt là charm đá hồng đi ạ. Charm đá hồng là 119k. Charm đá hồng 119k cho em ạ. Có gì tặng cuối like em? Like cái pha lê vuông đi. Pha lê vuông đâu?
Sau rồi mã này là mã pha lê vuông, có chị mới hỏi em ấy, em lên luôn cho các chị này. Pha lê vuông này em đang sale với giá là 79k. Sau rồi mã này mã pha lê vuông 79k nha. Cái này thì dây của nó sẽ co giãn nên tay của các chị như dây từ 50 trở lên này đều đeo vừa. Pha lê vuông 79k, pha lê xịn nha. Pha lê vuông 79k, pha lê vuông cho em ạ. Còn nếu mà chị nào thích dây rút thì sau rồi mã này là mã pha lê trà dây rút này. Pha lê dây rút này các chị, pha lê dây rút này rất là xinh luôn. Và em có cả màu đá trắng nữa, pha lê màu trắng nữa. Nhưng mà đây là em đang đeo cho chị màu trà này. Màu trà này cảm giác rất là dịu dàng luôn. Và màu này nó sẽ đẹp, và nó sẽ đẹp nhẹ nhàng nhá. Theo dưới mã này là mã pha lê dây rút màu trà và pha lê dây rút màu trắng nhá. Pha lê dây rút này em đang sale có mỗi 59k thôi các chị ơi. Mà kiểu dáng này hạt pha lê của nó sẽ là hạt pha lê hơi tròn tròn một chút xíu nhá, nó không phải là tròn xoe đâu. Đây này, nó sẽ kiểu dài dài ấy. Cho dưới mã này là mã pha lê dây rút ạ. Nó sẽ có dây rút ở bên dưới như thế này nhá. 59k thôi, rất là rẻ. Pha lê dây rút màu trà hoặc pha lê dây rút màu trắng này, 59k pha lê dây rút ạ. Em lên cái vòng này nó sẽ là một cái vòng cực kỳ đẹp luôn. Em chưa like, hình như là em chưa like lần nào. Nó sẽ có một cái trăm quả hồ lô như thế này. Và những cái mắt này nó sẽ là những cái mắt rất là lạ, kết hợp nhiều màu sắc với nhau. Cho tôi em mã này là mã vòng lạ. Thế đâu có vòng vòng lạ cũng hết rồi. Hết vòng lạ rồi. Thì đọc là gì? Cái này các chị bí ngô. Cái này nó sẽ là những cái hạt như những quả bí ngô ấy. Các chị cho tôi mã này là mã vòng thạch anh bí ngô đi nha. Cái này nó là đá thạch anh đấy các chị, nhưng mà nó sẽ là đá thật luôn ấy. Các chị nhìn này, đá của nó sẽ rất là xịn, nhưng mà thật sự là nó mix nhiều màu và kiểu nó khía giống kiểu quả bí ngô ấy. Các chị cho tôi mã này là mã vòng thạch anh bí ngô đi nha. Nó sẽ có một cái quả hồ lô bên dưới này. Thôi các chị chốt đại cho em vòng thạch anh bí ngô. Cái vòng này nó là 99k nha. Vòng này nó sẽ là 99k. Vòng này rất là xịn luôn. Vòng này em sale chị 99k. Rồi. Vòng thầy anh bí ngô 99k. Cái nhẫn này em đang còn. Nhẫn này các chị chốt rồi. Mã này là mã nhẫn Barbie này. Nhẫn Titan Barbie nha. Em chỉ còn size 9 thôi. Nhẫn Titan Barbie này em sale luôn các chị với giá là 39k một chiếc đi ạ. Nhẫn Titan Barbie còn size 9 em sale chị 39k nhẫn Titan Barbie nha. Cho dưới mã này là mã cái nhẫn này nó sẽ là một chiếc nhẫn chữ S. Các chị cho tôi mã nhẫn chữ S size 6 ạ. Nhẫn chữ S size 6 này em sale luôn các chị với giá là 49k nhẫn chữ S size 6 nha. Chắc là em xin phép chào các chị nha. Xem có gì á. Cho dưới mã này là mã cài tóc đá trắng ạ. Cài tóc đá trắng này em sale luôn là 39k. Cài tóc đá trắng còn mỗi một cái 39k. Chắc là em không biết có gì tặng quà cho chị không nhỉ? Tìm đi. Thôi, em... cái này, cho dương mã này là mã tặng cuối live 9k nha. Cái này nó sẽ là set tóm trắng. Bên ngoài người ta đang bán là 300 mấy đó các chị. Em sale các chị với giá là 9k. Tặng cuối live 9k nha. Cái này thật sự là nó có cái công dụng là tẩy tế bào chết nữa. Nên ví dụ là một tuần mình sẽ tắm cái này 2 lần cho em. Làm từ từ kiểu mà khi da mình nó tẩy sạch cái tế bào chết rồi mình tắm lại ấy, thì nó sẽ sáng da lên rất là nhiều nha. Cho dưới mã này là mã tặng cuối live 9k cho em, tặng cuối live 9k. Em chào tất cả.